Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 39. Hắn hăm hở, một súng bắn ra. Hóa là vạn trưởng. Hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn ta một chút thiên vân đoạt linh súng. Diệp Thần sắc mặt đại biến, nắm chảm long vấn thiên kiếm tay cũng đang run run rẩy. Hắn chợt đem huyết long và bổn mệnh lệnh phù lực ngưng tụ, một kiếm đánh xuống. Hắn muốn thử một chút mình và phản hư cảnh giữa chênh lệch. Chân chính thực lực, không phải một mặt cậy vào lá bài tẩy. Bành! Kết quả vẫn như vậy, hắn lui về phía sau mười mấy bước. Khạc ra một ngụm máu tươi. Xem ra ta và phản hư cảnh chênh lệch vẫn là quá lớn, sau ngày hôm nay, phải mau chút đột phá. Chỉ có đột phá, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Ông già nghe được Diệp Thần lẩm bẩm tiếng nói, cười lạnh một tiếng, Diệp Thí Thiên, ngươi còn muốn sau ngày hôm nay. Buồn cười, ta muốn ngươi chết, ngươi không sống qua một chiêu. Hồng Đào gặp bên người ông già lại có thể gặp giữ hóa lành, kích động đến trình độ cao nhất, vội vàng hướng lão giả nói, ngươi như đem Diệp Thí Thiên chém chết. Ta định cho ngươi luyện chế thượng cổ đan dược, để cho ngươi thực lực vượt qua một cái cảnh giới lớn. Cảm ơn Hồng Đan Tôn, tiểu xúc sinh này căn bản không có lời đồn đãi như vậy lợi hại, ta muốn giết, một súng đủ rồi. Ông già tràn đầy tự tin. Hồng Đào sợ đêm dài mộng hơn, vội vàng nói, mau ra tay. Hắn ngọn lửa ta cũng không cần, trực tiếp chém chết. Được. Ông già ngay tức thì hóa là tàn ảnh, trường thương một chuyển, trực tiếp hướng Diệp Thần bắn tới, tốc độ lại là sắp tới trình độ cao nhất. Trường thương do như hồng thủy vậy gầm thét lao nhanh, căn bản để cho người không có né tránh có thể, một đạo kinh khủng súng ý cơ hồ phải đem Diệp Thần thân thể đâm thủng. Dưới một thương, hắn là trời. Tính luôn chúng ta. Đột nhiên, ba đạo thanh âm vang khắp, để cho tất cả mọi người kinh ngạc chuyện xuất hiện. Vậy rời đi ba vị phản hư cảnh lại có thể lại trở về. Giờ phút này ba người lại là phóng thích mạnh nhất một kiếm, hướng Diệp Thần đi. Hồng Đan Tôn, mới vừa rồi chúng ta rời đi chẳng qua là dùng bí pháp đi xin phép vị kia mà thôi. Sát lục chi địa vị kia rất nhanh sẽ phái cường giả hạ xuống. Bất quá bây giờ xem ra căn bản không cần. Hồng Đào nghe được câu này, trong lòng mừng như điên, hắn bây giờ hoàn toàn đứng ở chỗ bất bại. Bốn vị phản hư cảnh nếu như vẫn không giết được một cái siêu phàm cảnh tiểu tử, đó chính là Côn Lôn hư chuyện cười lớn nhất. Chung quanh người vây xem, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tất cả mọi người rất rõ ràng. Diệp Thí Thiên truyền thuyết đem ở sát lục chi địa hoàn toàn kết thúc. Trước đây Diệp Thí Thiên lừa tất cả mọi người, cuối cùng vẫn là ở cường giả chân chính trước mặt bại lộ không bỏ sót. Đây cũng là Côn Lôn hư, đây cũng là võ đạo vi tôn. Bốn đạo phản hư cảnh trí cường nhất kích tựa như hoàn toàn dung hợp. Đất đai run run, bầu trời biến sắc, không người có thể tránh hết. Diệp Thí Thiên tất nhiên hóa là xương máu. Nhất đại cường giả lúc này chết. Đoạn Hoài An nhìn trước mắt một màn, tịch mịch hết sức. Ngày hôm nay, Diệp Thần cho hắn quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng chưa từng nghĩ sau đó là như vậy một cái kết cục bi thảm. Hắn đột nhiên bắt đầu sợ chết, hắn muốn thấy được Diệp Thần đứng ở Côn Lôn hư trên đỉnh núi. Nhưng là thật có cơ hội không? Diệp Thần nếu như xảy ra chuyện, hắn cái này làm sư phụ cũng không có sống tiếp cần thiết. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhìn bốn đạo phản hư cảnh trí cường nhất kích, nhưng là lau sạch máu tươi trên khóe miệng, thần sắc sửng dưng, nói, ngươi thật lấy là đó là ta thực lực chân chính. Mới vừa rồi ta chỉ bất quá vui đùa một chút mà thôi. Phản hư cảnh, ha ha, ta Diệp Thí Thiên theo giết không lầm. Cửu Tiêu Kinh lôi kiếm, đi ra. Diệp Thần một tiếng giống giận, hắn đỉnh đầu ngay tức thì lơ lửng một chuôi hơi thở kinh khủng trường kiếm. Kiếm này là Đoạn Lôi Nhân trước khi rời đi lưu lại. Để cho hắn ở nguy cơ lúc sử dụng. Lúc ấy Đoạn Lôi Nhân ở luân hồi mộ địa thi triển, vô cùng đáng sợ. Hôm nay hắn sẽ để cho cái này Cửu Tiêu Kinh lôi kiếm vang khắp ở toàn bộ Côn Lôn hư. Cửu Tiêu Kinh lôi kiếm, kiếm ra cửu tiêu, chém chết hồng trần. Một đạo kinh thiên nộ hống. Mây sấm bao trùm nghìn mét, che khuất bầu trời. Ngột ngạt cảm giác để cho tại chỗ mỗi một người hơi biến sắc mặt. Cái này dị tượng lại có thể để cho tất cả mọi người bất an. Đột nhiên, bầu trời vạn quân sấm sét cấp tốc co rúc lại.
chớp mắt gian lại có thể hóa là một đầu sấm sét cự thú, từ trên bầu trời chạy như điên tới. Mỗi một bước, liền để cho không gian chấn động. Còn chưa rơi xuống, không ít người chính là bởi vì trong không khí khí ba, không ngừng lui về phía sau. Thậm chí khạc ra một ngụm máu tươi. Lực lượng này quá mẹ hắn nghịch thiên. Đừng nói vậy thánh vương cảnh, coi như là thánh vương cảnh đỉnh cấp, thậm chí còn phản hư cảnh, vậy không nhất định có tư cách chống cự à. Sẽ ở đó bốn đạo lực tính phải rơi vào Diệp Thần trên người nháy mắt. Vậy sấm sét cự thú chợt đập tới. Bành! Một đạo kinh thiên vang lớn ầm ầm vang khắp. Vang lên vạn trượng bụi đất. Mặt đất chấn động uy lực còn lại thật lâu không thể tản đi, tựa như ngày tận thế tới. Bốn đạo lực lượng trực tiếp biến mất. Nghiền ép. Không chỉ như vậy, vậy sấm sét cự thú lại là hướng bốn vị trở lại hư cảnh cường giả chạy nhanh đi. Bốn người lúc này mới cảm giác không đúng, muốn chạy trốn, nhưng phát hiện thân thể nhúc nhích không được. Làm sao có thể? Còn không có chờ bọn họ kịp phản ứng, một tiếng cự thú chi tiếng vang lên, bọn họ thân thể trực tiếp bị sấm sét cự thú chiếm đoạt. Liền xương máu cũng không có. Bụi đất tản đi. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hồng Đào thậm chí còn tất cả người vây xem phát hiện bốn vị cường giả đã biến mất, chỉ có bọn họ quần áo bể vải còn trên không trung bồng bềnh. Một cổ chết khí tượng lan ra. Không có máu tươi, lại để cho tất cả mọi người thân thể run rẩy. Chu vi trăm mét, chỉ có một người. Đó chính là Diệp Thí Thiên. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa còn hiển lộ mệt mỏi Diệp Thí Thiên lại một chiêu chém chết bốn vị trở lại hư cảnh cường giả à. Cái này Diệp Thí Thiên mới mẹ hắn mấy tuổi à. Như vậy nghịch thiên. Nếu như lại cho hắn 10 năm, Côn Lôn hư cao cấp tông môn đều phải là hắn run rẩy à. Cách đó không xa một mực không nói gì Phong lão rốt cuộc rõ ràng tại sao Diệp Thí Thiên cự tuyệt đan đạp hờ nếu như kiên quyết. Có loại này võ đạo thực lực, đan hư tháp lại coi là cái gì? Hết thảy xa không có dừng lại. Diệp Thần tay cầm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, đã tới Hồng Đào trước người. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm liền nơi này có đặt ở Hồng Đào trên cổ, lạnh như băng cảm giác để cho hắn hai chân đang run rẩy. Bốn vị phản hư cảnh cũng không ngăn cản được Diệp Thí Thiên, hắn làm sao ngăn trở. Một tiếng. Hồng Đào trực tiếp quỳ xuống. Diệp tiên sinh, là ta có mắt không biết Thái Sơn, van cầu ngươi thả qua ta. Ta nguyện ý là ngươi luyện cả đời đan. Diệp Thần cười nhạt, ngươi cảm thấy ta còn cần ngươi luyện đan sao? Hồng Đào diễn cảm cứng ngắc, hắn không giúp tới cực điểm. Ngay tại lúc này, Phong Tiền Bối vẫn là đứng dậy. Khuyên can, Diệp Thí Thiên, ngươi không cần phải đuổi tận giết tuyệt, cái này Hồng Đào và vị kia có rất lớn liên quan, ngươi như giết, đối với ngươi bất lợi, đây là ta tốt nói khuyên giải. Diệp Thần dư quang nhìn lướt qua Phong Tiền Bối, nói thẳng, ngươi là thứ gì, ta Diệp Thí Thiên giết người phải nghe ngươi ý kiến. Dù là ngươi đan hư tháp cao cấp cường giả tới, cũng không có tư cách, biết chưa? Ngươi như còn dám lên tiếng một câu, ta liền ngươi cũng giết. Lời nói lạnh như băng, để cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền đan hư tháp cũng không coi vào đâu, sợ rằng Côn Lôn hư chỉ có Diệp Thí Thiên liền đi. Ngươi! Phong Tiền Bối không nói lại Diệp Thí Thiên, ống tay áo vung lên, trực tiếp rời đi. Phong Tiền Bối rất rõ ràng, mới vừa rồi vậy ba người nghe nói là đi mời cứu binh, đến lúc đó cứu binh tới một cái, hắn ngược lại là phải xem cái này Diệp Thí Thiên có cái gì tư cách lời lừa dối. Diệp Thần tầm mắt lại rơi vào vậy quỳ xuống Hồng Đào thân. Ngươi không phải muốn cướp đoạt ta bất diệt lửa sao? Ngươi không phải muốn giết ta sư phụ sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội, như thế nào? Hắn thanh âm rất nhẹ, chỉ có Hồng Đào một người có thể nghe gặp. Sư phụ! Hồng Đào trong mắt trợn to, hắn phát hiện mình suy nghĩ bắt được cái gì? Diệp Thí Thiên lại là y thần môn Đoạn Hoài An học trò. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Hắn loáng thoáng nhớ, Đoạn Hoài An y thần môn chỉ có một học trò họ Diệp à. Nhưng là vị kia nhưng mà Côn Lôn hư nổi danh phàm căn phế vật, căn bản không thể nào là Diệp Thí Thiên. Xin lỗi, quên tự giới thiệu mình, ta còn có một cái tên chữ, tên là Diệp Thần. Một đạo truyền thanh rơi vào Hồng Đào trong tai. Đối với một người chết, tự nhiên sẽ bảo vệ bí mật. Diệp Thần nói ra không sao. Nghe được cái này câu trả lời,
Hồng Đào trong mắt trợn to, lại là đưa ngón tay ra trước Diệp Thần, làm sao có thể? Ngươi lại là cái đó phàm căn phế vật, ngươi! Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần chảm long vấn thiên kiếm động. Còn chưa hoàn toàn xuyên thấu, mấy chục đạo hơi thở cuồng bạo từ đàng xa tới. Diệp Thí Thiên, ngươi như động kiếm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một giọng nói lại là tiên nhân một bước tới. Uy hiếp, sát lục chi địa người sau lưng rốt cuộc đã tới. Hồng Đào con người vui mừng, mới vừa muốn nói cái gì. Một đạo kiếm quang phá vỡ. Hắn theo bản năng che cổ, nhưng có phát hiện không bất kỳ cơ hội. Lách cách, đầu lâu rơi xuống đất, thân thể lại là không chịu nổi chém long vấn thiên kiếm lực lượng, trực tiếp hóa là xương máu. Hồng Đào, chết. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần nhưng là lạnh nhạt hướng Đoạn Hoài An đi tới, trực tiếp tháo ra Đoạn Hoài An trói buộc. Sư phụ, chúng ta đi. Lời nói vừa dứt hạ, mấy chục đạo hơi thở trực tiếp xuất hiện. Cầm đầu người đàn ông lại là cưỡi một đầu thân thể to lớn báo săn mồi. Diệp Thí Thiên, thật là to gan, liền sát chủ người cũng dám động. Người đàn ông nhìn một cái Hồng Đào đầu lâu, mặt mũi dữ tợn, giận dữ hét. Người vây xem nghe được sát chủ cái này hai chữ, hoàn toàn tái nhợt. Danh tự này có thể Diệp Thí Thiên còn đáng sợ hơn. Sát lục chi địa, ai là vương? Chỉ có sát chủ. Sát chủ tồn tại, mới thật sự là để cho những tông môn kia không dám bước vào sát lục chi địa gây chuyện nguyên nhân lớn nhất. Diệp Thần nhướng mày một cái, có chút không vui nói, sát chủ. Hắn là thứ gì, ta Diệp Thí Thiên muốn đi, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn lưu? Người đàn ông con ngươi lạnh như băng, dám làm nhục sát chủ, tự tìm cái chết. Dứt lời, nam ngón tay người sử dụng một cái ngọc ấn. Ngọc ấn trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước người. Sát chiêu ra, thiên địa đổi. Một cổ không uy áp bao phủ tới. Tại chỗ phần lớn người cũng không gánh nổi uy áp, khạc ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên, có người nhận ra ngọc ấn, kinh hô, sát chủ chi ấn. Cái này lại là sát chủ chi ấn. Giờ khắc này, đám người sao động, rối rít lui về phía sau. Vật này vừa ra, như sát chủ tự mình hạ xuống. Lại là từ mang sát chủ một đạo lực lượng. Không người nào có thể hám. Phốc, Đoạn Hoài An khạc ra một ngụm máu tươi, hắn vốn bị thương, cố nhiên có Diệp Thần một đạo thuật pháp bình phong che chở bảo vệ. Bình phong che chở vẫn là ở sát chủ chi ấn xuống, tại chỗ vỡ vụn. Sư phụ, Diệp Thần liền vội vàng lấy ra một viên đan dược này Đoạn Hoài An ăn vào. Đồng thời, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm vậy ngọc ấn, tức giận bùng nổ. Ngọc này ấn, ta rất không thích, đã như vậy, vậy thì hủy đi. Một giây kế tiếp, Diệp Thần tay xuất hiện một cây ngân châm. Đây là thanh huyền đỉnh bia đá dưới, Diệp Thần cảm ngộ nơi được. Ngân châm này đại biểu không y đạo. Còn có Lâm Thanh Huyền một đạo lực lượng. Hắn ngược lại là phải xem là cái này sát chủ một đạo lực lượng mạnh mẽ, vẫn là Lâm Thanh Huyền lực lượng nghịch thiên. Ngân châm, phá cho ta hết ngọc này ấn. Diệp Thần dẫn động vậy hai ngón tay ngân châm. Nháy mắt tức thì, ánh sáng bắn ra bốn phía, bao trùm mở. Vèo, một tiếng, ngân châm tránh thoát Diệp Thần cánh tay, bay ra ngoài. Giống nhau là hướng ngọc ấn đi. Ùm ùm, sát ý đột nhiên bay lên, thiên địa lực hết sức là sử dụng. Phổ biến năng lượng, ngưng tụ, nho nhỏ ngân châm lại có thể tại chỗ mở rộng. Đảo mắt bây giờ lại là hóa là đỏ thẫm trăm trường trường thương. Từng trận giòn vang tiếng truyền tới. Thậm chí để cho tất cả mọi người hoảng hốt bây giờ phát hiện cái này trăm trường trường thương muốn phá vỡ hết thảy trước mặt. Đinh! Đỏ thẫm trăm trường trường thương trực tiếp và ngọc ấn đánh vào nhau. Nguyên bản phóng thích vô tận uy áp ngọc ấn vào giờ khắc này ngược lại đổi được không nhỏ bé. Vang lớn sau đó, ngọc ấn trực tiếp hóa là bột. Nhất kích lực đều không cách nào ngăn trở. Một cổ cuồng bạo đợt khí đột nhiên phun trào, ánh lửa chói mắt lóe lên, đất đai run rẩy kịch liệt. Chỉ tiếc, ngân châm lực dần dần biến mất. Bởi vì Diệp Thần trong cơ thể đan điền chân khí đã khô kiệt. Không cách nào tiếp tục giúp đỡ ngân châm. Lâm Thanh Huyền ngân châm cùng mình trạng thái tức tương quan. Diệp Thần thậm chí bị cắn trả, khạc ra một ngụm máu tươi. Vậy cưỡi đồ sộ báo người đàn ông dừng một chút,
hắn căn bản không nghĩ tới sát chủ một đạo lực lượng lại cũng không cách nào ngăn trở. Cái này Diệp Thí Thiên đúng như truyền thuyết như vậy đáng sợ. Đám người vây xem cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ, sợ hãi bằng thêm 3 điểm mộng ngu. Diệp Thí Thiên lại có thể sát chủ mạnh hơn. Sát chủ nhưng mà sừng sững sát lục chi địa trăm năm không ngã tồn tại à. Ta làm sao cảm giác vậy đạo lực tính không giống như là võ đạo. Càng giống như là y đạo. Có người đưa ra nghi vấn nói. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ác tàn nhẫn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại nhìn về phía Diệp Thần, trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Diệp Thí Thiên kết quả là người nào à? Võ đạo nghịch thiên, đan đạo nghịch thiên, bây giờ lại mẹ hắn kéo ra một cái y đạo. Một cái căn cốt tới tuổi 20 thanh niên có như thế thời gian dài tu luyện những thứ này. Ở đám người sợ hãi đang lúc, đồ sộ báo người người đàn ông cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay cầm chặt. Tất cả mọi người, vừa động thủ một cái. Vậy Diệp Thí Thiên đã bị thương, đây là nhất cơ hội tốt. Trực tiếp chém chết, không được lưu lực. Quân chủ. Một giây kế tiếp, mấy chục đạo khí tức cuồng bạo bóng người hướng Diệp Thần và Đoạn Hoài An đi. Tất cả mọi người đều ở Thánh Vương cảnh chi, có 10 người lại là phản hư cảnh. Bị thương Diệp Thí Thiên làm sao rời đi. Đoạn Hoài An chau mày, hắn hối hận, nếu như ban đầu đan điền không có bị Trộm Tông Tông chủ hủy diệt. Hắn bây giờ có lẽ có thực lực và Diệp Thần cùng nhau sóng vai tác chiến. Mà bây giờ hắn chỉ có thể tránh Diệp Thần sau lưng, vô kế khả thi. Đồ Nhi, người đi mau, không cần để ý ta, ta tự bảo ngăn lại những người này, người liền rời đi. Đoạn Hoài An quyết định, đây là duy nhất có thể. Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, yên lặng đem kiếm thu vào, nhìn về phía cái đó cấp tốc mà đến đồ sộ báo người đàn ông. Mở miệng nói chẳng lẽ ngươi lấy là các ngươi có cứu binh. Ta Diệp Thí Thiên cũng có. Vạn thú nghe lệnh, đạp bằng sát lục chi địa. Một câu lãnh ngữ vang khắp phân tiêu. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, mặt đất chấn động lên. Chấn động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đây là cái gì, động đất sao? Ta làm sao cảm giác vậy gió bão hiện ra sát khí? Đây là cái gì thuật pháp, vô số cường giả hạ xuống. Vào lúc này, bọn họ phát hiện bốn phương tám hướng cũng cuốn lên vạn trượng bụi đất. Bụi đất không ngừng xúc giảm. Đồ Nhi, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Ngươi mang theo bao nhiêu người? Đoạn Hoài An đột nhiên hỏi. Diệp Thần con ngươi híp lại, mở miệng nói, sư phụ, ta cứu binh cũng không phải là người. Mà là giết hại hung thú. Giết hại hung thú. Đoạn Hoài An diễn cảm có chút cổ quái. Hắn tiến vào sát lục chi địa thời điểm, còn bởi vì những cái kia giết hại hung thú, suýt nữa mất mạng. Hắn tự nhiên biết đám này hung thú đáng sợ. Nhất là cuồng sát hắc hổ, ở chung hung thú, một khi bị để mắt tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như không phải là hắn tinh thông một ít thuật pháp, có thể sớm đã chết ở đám này hung thú nanh vuốt dưới. Mà bây giờ, đồ đệ của mình lại còn nói cứu binh là hung thú. Loại cấp bậc này hung thú, làm sao có thể giúp loài người à? Hẳn hận không được đem loài người toàn bộ chiếm đoạt mới đúng à? Đồ Nhi, người thật không nói đùa. Đoạn Hoài An hoài nghi nói. Diệp Thần con ngươi híp lại, dửng dưng hết sức, vậy không trả lời Đoạn Hoài An vấn đề. Có một số việc, mắt gặp thắng được hết thảy. Mà chung quanh vạn trượng bụi đất càng phát ra đến gần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh. Bụi đất thế thu nhỏ thành trăm mét. Động đất ý đột nhiên biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tình cảnh yên lặng đáng sợ. Cái này, đây là kết thúc. Có người nuốt nước miếng một cái đột nhiên nói. Mới vừa rồi vậy bụi đất sốt cuộc là cái quỷ gì? Vòi rồng gió. Vòi rồng gió vậy không phải như vậy à? Trời à, vậy hắn mụ rốt cuộc là cái gì à? Bụi đất dần dần tản đi. Một đôi đôi lạnh như băng màu máu trong mắt xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Giết hại. Là máu. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống tới cực điểm. Hết thảy rõ ràng. Làm tất cả mọi người thấy rõ vậy vây quanh rốt cuộc là cái gì thời điểm, theo bản năng che miệng. Trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cuồng sát hắc hổ, lại là cuồng sát hắc hổ. Làm sao có thể, như thế nhiều cuồng sát hắc hổ,
gần ngàn đầu. Một cái nhập thánh cảnh vây xem tay cụt cường giả trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, thanh âm hoảng sợ ở an tĩnh như thế trong hoàn cảnh vô cùng rõ ràng. Hắn sở dĩ sợ hãi, chính là bởi vì hắn một cánh tay chính là bị cuồng sát hắc hổ cắn đứt. Hắn thật vất vả mới nhặt hồi một cái mạng. Bất kỳ một người nào tiến vào sát lục chi địa người, đều phải khấn cầu không nên đụng gặp đám này hung thú. Một khi đụng phải, không chết cũng tàn tật. Nhưng là nhiều như vậy cuồng sát hắc hổ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này à? Nơi đây nhưng mà sát lục chi địa, loài người cường giả ở khu vực. Gần ngàn năm qua, bên ngoài hung thú không có một lần vượt qua tường rào à? Cái đó tay cầm trường thương, cưỡi đồ sộ báo quân chủ hoàn toàn dừng lại, hắn có thể cảm giác được dưới người đồ sộ báo đang run rẩy. Đây là tới từ huyết mạch uy áp. Báo cuối cùng là báo, và vua vạn thú như thế nào như nhau? Mấu chốt vẫn là hơn ngàn con vua vạn thú à? Quân chủ sau lưng hơn 10 vị cường giả toàn bộ dừng lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý. Quân chủ, cái này cuồng sát hắc hổ làm sao biết toàn bộ xuất hiện ở nơi này? Dựa theo thời gian tới xem, hẳn còn chưa tới thú triều à? Một vị phản hư cảnh cường giả mở miệng nói. Quân chủ lắc đầu một cái, hắn cũng không biết. Loại thú dữ này biến hóa vô thường, dẫu sao là súc sinh, loài người muốn đoán được rất mệt khó khăn. Nhưng là đám này hung thú xuất hiện, đã hoàn toàn cắt đứt bàn cờ này. Bây giờ muốn động Diệp Thí Thiên, vậy phải cân nhắc đám người kia. Đột nhiên, quân chủ nghĩ tới điều gì, con người đột nhiên co rúm một cái, sau đó gắt gao bắn về phía Diệp Thí Thiên. Hắn mơ hồ nhớ cái này Diệp Thí Thiên mới vừa nói cứu binh cái gì. Chẳng lẽ đám này hung thú liền hắn trong miệng cứu binh? Không thể nào. Loài người người tu luyện từ xưa tới nay liền cùng hung thú không có quan hệ. Cố nhiên Côn Lôn Hư có người luyện thú một loại tồn tại, nhưng là tuần thú linh thú vậy đều là chuồng nuôi. Mà sát lục chi địa chung quanh cuồng sát hắc hổ đều là lấy giết hại vi tôn, loại thú dữ này nóng nảy bốc lửa, Côn Lôn Hư không có nhiều ít người luyện thú có thể hàng phục. Hắn vừa nghĩ tới sát chủ mệnh lệnh, con người bỗng nhiên chuyển lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, những súc sinh này không phải chúng ta mục tiêu, sát chủ có lệnh, vậy Diệp Thí Thiên phải bắt lại. Động thủ trước. Đám người nghe được mệnh lệnh, cũng không để ý tới nữa những cái kia bao vây bọn họ cuồng sát hắc hổ, trực tiếp lần nữa hướng Diệp Thần đi. Mà giờ khắc này Diệp Thần con người rét lạnh, nhìn vậy sát lục chi địa quân chủ cuốn tới, hắn cười lạnh một tiếng, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa từ bỏ ý định à. Vạn thú gầm thét, ra lệnh một tiếng, đột nhiên, ngàn đầu cuồng sát hắc hổ giống giận. Cao nhất sóng âm hướng bốn phương tám hướng bạo ngược. Giết hại khí ầm ầm bùng nổ, tựa như tạo thành một đầu huyết hổ từ trên trời hạ xuống. Hung hãn nện xuống đất. Bành! Những cái kia vây xem cường giả đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Cưỡi đồ sộ báo quân chủ nắm chặt trường thương, nhìn không được hết thảy. Dù là những thứ này cuồng sát hắc hổ gầm thét thì như thế nào? Diệp Thí Thiên nếu như lại không giết, tất nhiên phiền toái. Mắt xem trường thương thì phải đâm tới Diệp Thần vẫn không có đánh lại dự định. Quân chủ con người có chút kinh ngạc, cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc có ý gì? Cái này cũng không động thủ cản. Hừ, như vậy cuồng ngông, chết không có gì đáng tiếc. Ngay tại lúc này, một đạo to lớn bóng đen lóe lên ra. Một giây kế tiếp, hắn kinh hãi phát hiện một đầu cực kỳ khủng bố dữ tợn cự thú chắn Diệp Thần trước người. Cuồng sát hắc hổ. Không đúng, vật này so giống vậy cuồng sát hắc hổ còn lớn hơn liền một vòng. Mấu chốt trong ánh mắt giết hại cảm giác cùng linh tính, và loài người không hai. Cái này, đây là hắc hổ chi vương. Sát lục chi địa hung thú chân chính vương giả. Quân chủ kinh hãi lên tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới loại này thế hệ trước trong miệng truyền thuyết đồ lại thật xuất hiện. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, hắc hổ chi vương hai chân gắt gao bắt, tứ chi cong. Đầu lâu một xông lên. Một đạo kinh thiên gào thét phóng thích mở. Đám người nghe được cái này thanh âm, tim tựa như cũng ngừng đập. Vậy vây quanh ngàn đầu cuồng sát hắc hổ cũng là lần nữa gầm thét. Quân chủ dưới người đồ sộ báo trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Huyết mạch và khí thế uy áp, không cách nào để cho hắn dưới người thú cưỡi tiến hơn một bước.
chỉ có thể thần phục. Một màn này, tựa như một cái tát hung hãn phiến ở quân chủ trên mặt. Hắn thân thể một cái xoay mình, miễn cưỡng đứng vững thân thể. Nhưng là còn không có chờ hắn kịp phản ứng, vậy hắc hổ chi vương tứ chi bùng nổ, đồ sộ hé miệng, giữ tợn răng nanh ngay tức thì cắn ở đồ sộ báo trên mình. Rào, một tiếng, đồ sộ báo xương cốt toàn bộ gãy lìa, hóa là một bãi máu thịt. Trực tiếp bị hắc hổ chi vương chiếm đoạt. Quân chủ hoàn toàn bị sợ, con người xúc giảm đến mức tận cùng, nhưng là vô hình tức giận nhưng là càng hơn. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này hắc hổ chi vương lại thật xông lên hắn tới. Cái này thú cưỡi thường hắn dòng dã 6 năm, ra chết nhập sinh. Nhưng là bây giờ nhưng lâm vào làm cho này hắc hổ chi vương thức ăn. Hắn trong lòng làm sao có thể không tức giận giận. Một giây kế tiếp, hắn cầm chặt trường thương, linh khí bùng nổ, mới vừa dự định chém chết vậy hắc hổ chi vương, nhưng phát hiện vậy hắc hổ chi vương lại vui vẻ hướng Diệp Thần đi tới. Chẳng lẽ cuồng sát hắc hổ bắt đầu ăn thịt người? Đây mới là bản tính à? Đám người vây xem cũng là chú ý tới một điểm này, ngừng thở. Bọn họ thậm chí đang đợi Diệp Thí Thiên phản kích. Quả nhiên, làm cuồng sát hắc hổ đến gần Diệp Thí Thiên nháy mắt, Diệp Thí Thiên đưa tay ra. Tựa hồ một trưởng hướng cuồng sát hắc hổ đầu lâu vỗ tới. Không đúng. Diệp Thí Thiên căn bản không có động thủ, mà là mò đi. Mông cọp sờ không được, càng không cần phải nói cuồng sát hắc hổ vương à. Nhưng là cái này Diệp Thí Thiên lại có thể thật làm như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thí Thiên sẽ tại chỗ bị miệng khổng lồ chiếm đoạt, nhưng là không có gì phát sinh. Ngược lại vậy cuồng sát hắc hổ rất là hưởng thụ, lại là dùng đầu lâu to lớn cả Diệp Thí Thiên. Tựa hồ ở lấy lòng. T. Tất cả mọi người tại chỗ cũng hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai có thể nghĩ tới sát lục chi địa đỉnh đỉnh nổi danh hung thú lại có thể ở Diệp Thí Thiên trước mặt khôn khéo giống như một cái mèo. Đây quả thực quá đánh vào tầm mắt. Ta làm sao ta cảm giác hoa mắt, vậy còn là cuồng sát hắc hổ. Cuồng sát hắc hổ không phải chỉ ăn người tu luyện sao? Có người thanh âm run rẩy nói. Ngươi không có hoa mắt, Diệp Thí Thiên không chỉ nắm giữ một đầu cuồng sát hắc hổ, hắn nắm giữ hơn ngàn con. Cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc lai lịch ra sao à? Võ đạo, đan đạo, y đạo, bây giờ tại sao lại mẹ hắn kéo ra tuần thú? Chẳng lẽ cái này Diệp Thí Thiên là thượng cổ gia tộc con cháu? Ta làm sao cảm thấy thượng cổ gia tộc vậy đào tạo không được loại này nghịch thiên hạng người à? Giờ khắc này, người vây xem lại nhìn về phía Diệp Thí Thiên chỉ còn lại sợ hãi. Phảng phất là đối với thần sợ hãi. Diệp Thần biết rõ không thể lại ở chỗ này hơn dừng lại, một bước bước đến hắc hổ chi vương trên mình, đồng thời ý niệm động một cái, một đầu khác hình thể hùng tráng cuồng sát hắc hổ đi tới đoạn Hoài An bên người. Tứ chi quỳ xuống, thần phục. Sư phụ, đi lên, ta chuẩn bị mở một đường máu. Diệp Thần thúc giục. Đoạn Hoài An nhìn trước mắt một màn, đầu óc trống rỗng. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, thật có chút không dám tin. Hắn thậm chí đang suy nghĩ người trước mắt kết quả là Diệp Thí Thiên vẫn là ai. Diệp Thần làm sao có thể ngắn ngủi một năm thời gian liền đạt tới loại này thành tựu. Hắn đi nhưng mà hoa hạ à. Linh khí mỏng manh chi địa. Không nghĩ nhiều nữa, hắn một bước bước đến cuồng sát hắc hổ trên mình, hai tay bắt cuồng sát hắc hổ trên cổ dài mao, thân thể dán. Dưới mắt, rời đi mới là mấu chốt. Đi. Diệp Thần một tiếng mệnh lệnh. Hai đầu khí thế kinh khủng cự hổ hướng bên ngoài đi. Đồng thời, còn có hơn ngàn con cuồng sát hắc hổ gắt gao nhìn chằm chằm. Ai nếu dám động, trực tiếp ra tay. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thí Thiên lại đang sát lục chi địa quân chủ dưới sự đuổi giết, đi dạo sân vắng rời đi. Mấu chốt quân chủ và hắn mang tới những cường giả kia không người nào dám động à. Loài người còn sẽ sợ sống chết, loại thú dữ này căn bản không biết à. Da thô thịt dày, tựa như khôi giáp. Nhất kích không giết chết, hắn liền có thể cắn đứt cổ ngươi. Càng là mấu chốt, cái này mẹ hắn không phải mấy chục đầu, là hơn ngàn con à. Ngay tại Diệp Thần và đoạn Hoài An rời đi mười mấy mét thời điểm, quân chủ thân thể khẽ động. Hắn rất rõ ràng, một khi không để lại Diệp Thí Thiên, vị kia vậy sẽ không bỏ qua hắn. Hắn không có lựa chọn. Diệp Thí Thiên, để mạng lại.
Quân chủ bước chân đạp một cái, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi nện ở trường thương trên hoàn toàn tản ra, trường thương chỉ bầu trời, vô tận sấm sét ầm ầm rơi vào trên bầu trời. Đồng thời, thiên địa linh khí đều bị cái này một súng ngưng tụ. Cái này một súng cuốn lên từng cơn gió lớn, mang hắn tức giận và toàn bộ lực lượng. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Không thành công thì thành nhân. Hắc hổ chi vương chợt xoay người, vậy đỏ tươi trong mắt nhìn chằm chằm cướp được quân chủ. Một tiếng hổ gầm, bốn phương tám hướng, mấy chục đạo cuồng sát hắc hổ ngay tức thì tới. Trực tiếp bao vây quân chủ. Xuất sinh, cút ngay. Quân chủ trong tay trường thương rung động, rất miễn cưỡng đem một ít cuồng sát hắc hổ đánh lui, thậm chí còn có một số hóa là xương máu. Hắn nhưng mà trở lại hư cảnh cường giả, chí cường nhất kích tự nhiên không phải những cái kia cuồng sát hắc hổ có thể ngăn trở. Chỉ bất quá, bởi vì những thứ này cuồng sát hắc hổ ngăn trở, hắn lực lượng xúc giảm một nửa. Diệp thần con ngươi lạnh lẽo, mở miệng nói, giết. Lãnh ngữ rơi xuống, dưới người hắc hổ chi vương cuồng bạo. Trảm long vấn thiên kiếm trực tiếp bay đến Diệp thần lòng bàn tay. Bổn mệnh lệnh phù sấm sét phóng thích. Một người một con hổ tràn ngập lôi hồ. Không chỉ như vậy, một kiếm này, càng là có huyết long chi lực. Vạn đạo kiếm pháp, Diệp thần thẳng tới yếu hại. Muốn giết hắn, hắn phải giết. Ung ung. Lôi quang đầy trời, nhất thời đuổi dùng mình. Bất quá là điện quang đá lửa bây giờ, kiếm phong đáng hơn nửa không, mang vô tận sấm sét vậy hóa thành cự thú, hung hãn đánh vào quân chủ trường thương trên. Đồng thời dưới người hắc hổ chi vương cũng là hướng đối phương đụng đi. Khí tức giết hại ầm ầm bùng nổ. Ông! Vạn vật thần phục, mặt đất chấn động. Một cổ cường đại kiếm thế bắn tán loạn ra, kiếm khí ngang dọc. Cái này, thật là cường đại kiếm thế. Cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc lai lịch ra sao? Cảm thụ vậy một cổ kiếm khí, trên quảng trường không ít người trợn to hai mắt. Kiếm thế, thật là bá đạo kiếm thế. Diệp Thí Thiên còn lĩnh ngộ kiếm đạo của mình. Kiếm này đạo nhất định chính là giết hại mà sống. Sau ngày hôm nay, Diệp Thí Thiên uy danh tất nhiên sẽ chuyển tới Côn Lôn hư những cái kia đại tông bên trong à. Còn nữa, sát lục chi địa sát chủ nếu như biết Diệp Thí Thiên như vậy khiêu khích, tất nhiên phiền toái à. Hai vị giết hại vua đấu tranh, Côn Lôn hư sợ rằng cũng sẽ thành là chiến trường à. Thời khắc này quân chủ tự nhiên không thể nào địch qua Diệp thần một kích toàn lực hơn nữa hắc hổ chi vương lực lượng. Bành! Kiếm khí và giết hại khí hung hãn xuyên thấu quân chủ thân thể. Tại sao? Quân chủ thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, phun ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Ngũ tạng lục phủ hoàn toàn vỡ vụn. Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có kinh hoàng. Tuyệt vọng, sợ hãi. Giờ khắc này hoàn toàn tràn ngập. Đây cũng là Diệp Thí Thiên thực lực chân chính. Siêu phàm cảnh. Cái này mẹ hắn là cái giám siêu phàm cảnh. Cố nhiên mình thất bại, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì là cuồng sát hắc hổ. Nhưng là có thể thuần phục loại thú dữ này, cũng là thực lực một số à. Hắn rốt cuộc biết, hắn đắc tội một hạng người gì. Hắn rốt cuộc biết, trước mình muốn giết Diệp Thí Thiên hướng sát chủ chứng minh mình ý tưởng là bực nào rốt nát và ngây thơ. Đinh! Một thanh trường kiếm kiếm phong trực tiếp chạm được hắn cục xương ở cổ họng. Lạnh như băng cảm giác hít thở không thông cắn nuốt hắn. Hắn ánh mắt tràn đầy tia máu, tựa như một giây kế tiếp thì phải nổ tung. Hắn sợ! Hắn không muốn chết à! Diệp Thí Thiên, ta là sát chủ người bên người, người không thể giết ta. Thật không thể giết ta! Hắn thân thể đang run rẩy, máu thịt ở tan vỡ. Trong miệng không ngừng từng ngụm khạc ra máu tươi, lời nói thậm chí có chút mơ hồ không rõ. Hắn đầu gối quỳ xuống. Như con kiến hôi. Khát vọng Diệp Thí Thiên cho hắn một con đường sống. Đây là hắn lần đầu tiên khuất phục. Sát chủ, ha ha, hắn nếu dám tới tìm ta, ta liền hắn cùng chung giết. Diệp thần cười nhạt trên vang lên. Phốc, một tiếng, quân chủ trên cổ vậy lao lạnh như băng hoàn toàn xuyên thủng. Quân chủ phát hiện hắn thời gian hoàn toàn đổi là bóng tối. Hắn muốn sinh, nhưng là không có quyền lợi à. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp thần con ngươi một chuyển, nhìn lướt qua còn dư lại quân chủ sau lưng tất cả mọi người. Thánh vương cảnh,
thậm chí còn một ít mới vừa bước vào phản hư cảnh sơ kỳ người. Những người này thấy Diệp Thần ánh mắt, cũng là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn họ nếu như phản kháng, đúng là có cơ hội chém chết Diệp Thần, dù là những thứ này cuồng sát hắc hổ vậy không làm gì được hắn. Nhưng là giờ phút này bọn họ đạo tâm đã bị tổn thương à. Diệp Thí Thiên sợ hãi càng phát ra phóng đại. Võ giả không có đạo tâm, chỉ biết suy nghĩ cầu xin tha thứ, sẽ không phản kháng. Loại người này làm sao ngăn trở? Diệp Thần nhìn những người này, cười lạnh một tiếng, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm giơ cao. Bầu trời mây sấm bên trong sấm sét điên cuồng rơi xuống. Uyển Như Lôi Thần, cuồng sát hắc hổ nghe lệnh, giết cho ta, không chừa một mống. Diệp Thần trong mắt sắc bén nổ bắn ra, tựa như sấm điểm chiếm đoạt. Oanh! Ở Diệp Thần gầm thét hạ, hơn ngàn con hơi thở leo lên tới đỉnh cấp cuồng sát hắc hổ cấp tốc tới. Ngay tức thì cắn nuốt vậy hơn 10 vị cường giả. Tiếng gầm gừ, tiếng giống giận, tiếng cầu xin tha thứ. Phản kháng tiếng, hoàn toàn vang khắp. Phảng phất là lau một cái huyết quang, mang theo thiên địa oai, nghiền ép xuống. Có người phản kháng, chém giết mấy đầu cuồng sát hắc hổ, nhưng là hữu dụng không? Bọn họ lần nữa sẽ bị cuồng sát hắc hổ chiếm đoạt. Tan tành, huyết dịch tiệm nhiễm. Máu thịt hoành bay, uy nghiêm xương trắng, tấc nứt từng khúc nứt ra, vô số người tu luyện tiếng kêu thảm thiết, đau khổ tột cùng. Cái này một phiến sát lục chi địa tựa như bởi vì Diệp Thần mà thổi lên chết chi khúc. Không biết qua bao lâu. Có thể 10 giây, có thể 1 phút. Cả thế giới yên tĩnh lại. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Nồng đậm huyết khí tràn ngập ở toàn bộ trên quảng trường. Có chút người tu luyện vây xem cũng không nhịn được nữa, đồng loạt nôn mửa. Bọn họ mặc dù gặp qua không thiếu giết hại cuộc chiến, nhưng là nhưng chưa bao giờ gặp qua nghiền ép như vậy và thảm tuyệt nhân hoàn chiến đấu à. Bọn họ lại nhìn về phía Diệp Thần, dù là Diệp Thần không có xem bọn họ vậy thì không cách nào hô hấp. Đây cũng là khí thế. Giết hại thần Diệp Thí Thiên khí thế. Một hồi gió rét thổi tới, tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vì phần lớn người không dám xem Diệp Thần, đưa đến tất cả mọi người đều không có chú ý tới vậy đất chết huyết khí toàn bộ phun trào đến Diệp Thần thân thể bên trong. Huyết long tựa như ở chè chén say xưa. Diệp Thần tự nhiên cảm nhận được, lẩm bẩm nói, những huyết khí này ngược lại là huyết long tốt nhất nuôi liệu, nếu như tiếp tục như vậy nữa, có lẽ muốn không được bao lâu. Huyết long thì sẽ hoàn toàn thực chất. T. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được ấn đường một hồi đau nhói. Hắn đưa tay ra sờ một cái, nhất thời cảm nhận được mi tâm dị động. Lại là vậy tà vật. Chẳng lẽ máu này khí và giết hại vậy sẽ ảnh hưởng mi tâm tà vật, thậm chí có thể tăng tốc độ mình nhập ma? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Không nghĩ nhiều nữa, hắn liền đối với Đoạn Hoài An nói, sư phụ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi. Đoạn Hoài An gật đầu một cái, khi thấy Diệp Thần trong mắt, con người co giúp một cái, kinh hô, đồ nhi, người ánh mắt làm sao đỏ như vậy. Diệp Thần ngẩn ra, vội vàng từ luân hồi mộ địa lấy ra một mặt gương, nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện ánh mắt khác thường. Hắn mơ hồ cảm thấy đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Không do dự nữa, hắn vận chuyển 9 tầng trời huyền cơ hội quyết tại cặp mắt. Trong mắt vậy từng đạo huyết quang mới hoàn toàn biến mất. Đi. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn liền và Đoạn Hoài An hướng sát lục chi địa vòng ngoài đi. Để cho hắn bất ngờ là, hắn trải qua địa phương, những cái kia sát lục chi địa người vây xem đồng loạt quỳ xuống, đầu lâu thấp kém. Tựa như ở hộ tống, lại tựa như ở thần phục. Nhưng là chân chính nguyên nhân, là đám người này ở tự vệ. Mấy ngàn người thần phục, quá mức nguy nga. Diệp Thần nhìn trước mắt hết thảy, hoàn toàn dừng lại, sau đó chân khí ngưng tụ, một giọng nói truyền khắp nghìn mét. Bỏ mặc sát lục chi địa sau lưng sát chủ rốt cuộc là ai, nếu như hắn dám nữa đánh ta chủ ý. Ta Diệp Thí Thiên liền sẽ đích thân tới lấy mạng. Uy hiếp, lạnh như băng uy hiếp. Hắn Diệp Thần đạo chính là sát đạo. Lại là một cái tàn sát quần hùng chi đạo. Dưới mắt hắn thực lực muốn xóa sạch sát chủ hiển nhiên không thể nào. Nhưng là sát chủ nếu dám rồi tìm cửa, vậy hắn Diệp Thần sẽ gặp phụng bồi tới cùng. Ở nơi này Côn Lôn Hư Sơn Hà,
Diệp Thần lại có sợ gì? Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người phát hiện lại vậy không có động tĩnh, rối rít ngẩng đầu lên. Khi phát hiện Diệp Thí Thiên và Cuồng Sát Hắc Hổ đã toàn bộ biến mất, tất cả mọi người đồng loạt tê liệt ngã xuống đất. Bọn họ rất rõ ràng, đạo tâm coi như là hoàn toàn chơi xong. Diệp Thí Thiên cái này ba chữ đủ để thành là bọn họ ác mộng, bọn họ muốn tiến hơn một bước, phải Diệp Thí Thiên chết. Nhưng là Diệp Thí Thiên có thể xảy ra chuyện sao? Hắn nhưng mà liền sát chủ cũng dám uy hiếp tồn tại à? Cùng lúc đó, sát lục chi địa phía nam chỗ sâu nhất một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc bên trong. Kiến trúc đứng thẳng một khối đá bia, trên tấm bia đá chỉ có mấy cái chữ. Sát chủ chi địa, đến gần người, giết. Kiến trúc tận cùng bên trong, cổ kính, và hoa hạ tô hàng một dãy đình viện rất là giống nhau. Căn bản không cách nào đem chỗ này và vậy vô số người sợ hãi sát chủ liên hệ tới. Mà đình viện tận cùng bên trong một nơi vườn hoa, một cái ăn mặc lịch sự người đàn ông trung niên lại có thể cầm một cái bình nước ở tưới hoa. Người đàn ông trung niên đứng phía sau hai cái ông già, trên hai người tựa như không có nửa điểm tu luyện hơi thở. Nhưng chính là người như vậy, nhưng là để cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ ánh mắt rất nhỏ, tựa như một đầu ưng, một khi có gió thổi cỏ lay, tất nhiên thời gian đầu tiên ra tay. Hai người này thực lực vượt qua xa phản hư cảnh. Đột nhiên, cái đó tưới tốn người đàn ông trung niên buông xuống bình nước. Một cái trong đó ông già vội vàng đưa lên khăn lông. Sát chủ. Ừ. Người đàn ông trung niên nhận lấy khăn lông, xoa xoa tay, tiện tay nhét vào một bên, mở miệng nói, ta không phải phái người tới xử lý Hồng Đào chuyện sao? Làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Nếu không, các ngươi đi xem, miễn được xảy ra vấn đề gì. Một vị khác để dâu dê ông già cung kính nói, sát chủ yên tâm. Quân chủ tên kia thực lực ở sát lục chi địa qua đi, người bình thường muốn để cho hắn bị thương đều khó, phỏng đoán bắt Diệp Thí Thiên thời điểm ra chút vấn đề nhỏ, hẳn sẽ trở lại thật nhanh. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, trực tiếp ngồi ở viện tử một cái ghế mây trên, nhắm mắt lại, phảng phất là chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, một tên thủ hạ vội vội vàng vàng chạy tới. Sát chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn như trời. Để dâu dê ông già con ngươi lạnh lẽo, năm ngón tay giương ra, một cổ cường đại hấp lực nhất thời bùng nổ. Thủ hạ kia chỉ cảm thấy gió lớn cuốn lên, một giây kế tiếp, một đôi gầy đét tay liền gắt gao bóp hắn cổ. Sát chủ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ngươi như vậy cãi lộn, phải bị tội gì? Người nọ hoàn toàn bị dọa, liền vội vàng lắc đầu, tả hộ pháp, ta không phải cố ý đụng nhau. Nhưng là lần này sát lục chi địa thật xảy ra đại sự. Ngàn năm qua cũng không có ra chuyện lớn như vậy qua à. Để dâu dê ông già nhướng mày một cái, cảm giác được không đúng, vội vàng nói, theo ta tới. Bọn họ mới vừa dự định rời đi, trên ghế mây sát chủ nhưng là đột nhiên ngồi dậy, còn người híp lại, chuyện gì, ở chỗ này nói đi. Hắn thanh âm rất lạnh, nghe không ra bất kỳ nhiệt độ. Để dâu dê ông già buông tay ra. Trực tiếp đem người nọ ném ở trên mặt đất, nói. Người nọ thấy sát chủ, sắc mặt tái nhợt, lại cũng không chịu nổi, một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Khải bẩm sát chủ, không chỉ Hồng Đào chết, quân chủ cùng với phái đi ra ngoài hơn 10 vị cường giả tất cả đều chết hết. Nói xong hắn liền sợ cúi đầu xuống, dán trên đất. Vạn nhất sát chủ giận cá chém thất tại hắn thì xong rồi. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ vườn hoa tựa như lâm vào tĩnh mịch. Oanh, một tiếng, sát chủ dưới người ghế mây tại chỗ hóa là nghiền. Không chỉ như vậy, mặt đất lại là xuất hiện từng đạo vết rách, những cái kia hắn mới vừa tỉ mỉ tưới hoa hoa thảo thảo toàn bộ nghiền. Nhiều năm qua như vậy, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy qua. Bởi vì hắn ở sát lục chi địa xưng vương lâu như vậy, không người nào dám động người hắn. Không có ai. Để dâu dê ông già nhận ra được không đúng, sử dụng một chuôi kiếm lạnh lẽo. Kiếm lạnh lẽo trực tiếp đặt ở cổ của người nọ lên, ngươi có biết ngươi nói gì nữa? Ngươi nếu dám nói láo ta lập tức chém xuống đầu lâu ngươi. Người nọ lắc đầu liên tục, ở sát chủ trước mặt ta làm sao dám nói láo, vậy Diệp Thí Thiên quá mức kinh người, không chỉ thủ đoạn thông thiên, thậm chí còn nắm trong tay sát lục chi địa hung thú. Bên ngoài vạn nhân thần phục, không ai dám cản à.
Nếu như không tin, hộ pháp có thể đi bên ngoài tùy tiện bắt một người tới hỏi. Còn nữa, cái này Diệp Thí Thiên căn bản không phải người à, hắn võ đạo, đan đạo, y đạo đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Người bên ngoài đều gọi hô hắn là giết hại vua. Ta như nói nửa câu nói láo, bị thiên lôi đánh. Lời nói rơi xuống, một đạo thân ảnh rơi vào trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện chính là sát chủ. Sát chủ, không chỉ như vậy, vậy Diệp Thí Thiên trước khi rời đi còn để lại cho ngài một câu nói. Sát chủ tới một chút hứng thú, đột nhiên cười âm hiểm, à. Vậy hắn giữ lại nói cái gì? Người nọ do dự mấy giây, vẫn là nguyên thoại nói ra, hắn. Hắn nói, bỏ mặc sát lục chi địa người sau lưng rốt cuộc là ai, nếu như ngài dám nữa đánh hắn chủ ý. Hắn Diệp Thí Thiên liền sẽ đích thân tới lấy mạng. Lời nói rơi xuống, sát chủ trong mắt đột nhiên hiện lên lạnh. Loại này lạnh đã lạnh đến xương tủy. Người nói chuyện kia ngay tức thì đổi là một pho tượng đá. Đảo mắt bây giờ, tượng đá hòa tan, hóa là một vũng máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Vậy hai vị hộ pháp ông già nếu như không phải là bởi vì thực lực thâm hậu, tất nhiên cũng là trọng thương. Diệp Thí Thiên, ha ha, vẫn là lần đầu tiên có người để cho ta sinh ra như vậy nồng đậm hứng thú. Sát chủ đột nhiên cười lớn. Lần đầu tiên có người dám ở sát lục chi địa khiêu chiến hắn uy tín. Một vị trong đó hộ pháp trực tiếp đứng lên, sát chủ, ta nguyện ý xuất chiến, lập tức đem Diệp Thí Thiên mang về. Sát chủ lắc đầu một cái này Diệp Thí Thiên nếu có thể lưu lại những lời này, tất nhiên chứng minh thực lực không tầm thường, người một người xa xa không đủ. Hắn tầm mắt lại rơi vào một cái khác hộ pháp trên mình, hai người các ngươi cùng đi, hơn nữa lại mang theo 100 vị cường giả đi sát lục chi địa vòng ngoài tìm kiếm. Ta chỉ có một điều kiện, ta cần sống. Ta đây là muốn xem cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc trên người có dạng gì thần thông. Sát chủ. Hai vị hộ pháp mãnh gật đầu, ngay tức thì hóa là một đạo tàn ảnh, tiêu tán ở giữa trời đất. Chờ hai người rời đi sau đó, sát chủ đi tới hủy xấu những hoa kia cỏ bây giờ, đưa tay ra đem hoa cỏ cầm lên, lẩm bẩm nói, Diệp Thí Thiên, người ta, chỉ có ta có thể giết, nếu ngươi động, như vậy từ nay về sau, ngươi cũng sẽ sống ở ta sát chủ ác mộng bên trong. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, ai mới là giết hại vua. Sát lục chi địa bên ngoài, Ngọc Thương Sơn khu vực, một nơi sơn động ẩn núp bên trong. Bên ngoài sơn động vây trông nom mười mấy đầu cuồng sát hắc hổ. Mắt lom lom, hắc hổ chi vương lại là vững vàng ngồi ở cửa hang, ý định giết người nghiêm nghị. Mà hang núi bên trong, Diệp Thần cuối cùng xóa đi Diệp Thí Thiên dung nhan. Hắn nhìn về phía vết thương chồng chất Đoạn Hoài An, quả đấm cầm chặt, sư phụ, đồ nhi tới chậm, để cho ngươi chịu khổ. Hắn vốn định quỳ một chân, lại không nghĩ rằng bị Đoạn Hoài An ngăn cản, đồ nhi, ngươi tại sao có thể quỳ ta? Nếu như không có ngươi, sư phụ ta có thể đã sớm thành là một bộ xương khô. Để cho ta thật tốt xem ngươi. Đoạn Hoài An giờ phút này có dũng khí cảm giác như đang ở trong mộng. Cái đó y thần môn nhất không chịu nổi học trò lại là Côn Lôn hư vô số người sợ hãi Diệp Thí Thiên. Ai có thể tin tưởng? Hắn lại là đưa ra già nua tay, muốn đụng chạm Diệp Thần, vẫn còn là thu hồi. Môi hắn run rẩy, tựa như đang suy tư cái gì, nhưng là đột nhiên nói, Diệp Thần, bắt đầu từ bây giờ, ta không còn là ngươi sư phụ. Diệp Thần ngẩn ra, trong mắt trợn to, sư phụ, đây là vì cái gì? Đoạn Hoài An lắc đầu một cái, thở dài một hơi, bây giờ ngươi, ta nào có tư cách dạy ngươi, từ bị hủy đi đan điền sau đó. Ta liền trở thành một giới phế nhân, y đạo mặc dù vẫn còn ở, nhưng là không có võ đạo, ở nơi này võ đạo vi tôn Côn Lôn hư, lại làm sao sống nổi. Càng không cần phải nói dạy ngươi. Còn nữa, y thần môn bây giờ hoàn toàn sa sút, ngươi sau này thành tựu ta không cách nào dự đoán, ngươi sân khấu tuyệt đối không đơn thuần nơi này, y thần môn không chịu nổi lý lịch, sẽ đối với ngươi sau này có ảnh hưởng. Diệp Thần, lấy ngươi bây giờ thiên phú. Đủ để gia nhập bất kỳ cao cấp tông môn. Nghe vi sư, rời đi y thần môn, tìm kiếm càng phát triển tốt. Đoạn Hoài An mấy câu nói này có thể nói là cắn răng nói ra. Diệp Thần là hắn thích nhất học trò, nhưng là hắn không muốn y thần môn trói buộc hắn à. Huống chi,
y thần môn sau lưng còn có một đạo to lớn nguy cơ. Đạo tông. Bây giờ Diệp Thần thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng là đạo tông tông chủ biết Diệp Thần thân phận chân thật, tất nhiên sẽ vận dụng đạo tông hết thảy lực lượng tới đuổi giết. Hắn không muốn hại Diệp Thần à? Diệp Thần bước chân đạp một cái, con người kiên định, lại là đưa tay ra, nhắm thẳng vào bầu trời. Ta Diệp Thần nguyện lấy đạo tâm dạy thề, sinh là y thần môn người, chết là y thần môn quỷ. Như thoát khỏi y thần môn, đạo tâm tất hủy, thần hồn câu diệt. Đoạn Hoài An nghe được cái này đạo tâm lời thề, sắc mặt đại biến, muốn ngăn trở nhưng phát hiện căn bản không có thể. Đây chính là đạo tâm lời thề à, một khi vi phạm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần, người quá hồ đồ. Diệp Thần buông xuống tay, nghiêm túc nói, sư phụ, 5 năm trước không có ngươi, cũng chưa có bây giờ ta. Ta Diệp Thần không coi vào đâu chánh nhân quân tử, nhưng là ta cũng biết vì sao là ân tình. 5 năm này, người đối với ta như đứa nhỏ, bảo vệ ta, dạy ta y đạo và tu luyện, nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ. Phần ân tình này, ta cả đời cũng không quên được. Cả đời vậy còn không thanh, y thần môn chính là ta cái nhà thứ hai. Đoạn Hoài An trong lòng cảm động vạn phần. Cũng như này học trò, cả đời không tiếc. Nhưng mà Diệp Thần, người căn bản không biết y thần môn bây giờ đối mặt cái gì. Diệp Thần cười một tiếng. Nói thẳng, sư phụ, ngươi nhưng mà lo lắng nói tông. Nghe được đạo tông, Đoạn Hoài An gật đầu một cái, ta hết thảy các thứ này chính là đạo tông hủy đi, ta không muốn ngươi thành là cái thứ hai ta. Cố nhiên ngươi thực lực bây giờ thông thiên, để cho Côn Lôn hư rất nhiều hơn tông môn nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng là đạo tông tông chủ như tự mình ra tay, ngươi không có trả đánh lực, đây là sự thật. Cũng may, ngươi bây giờ bùng nổ thực lực đều là lấy Diệp Thí Thiên danh tự này. Đạo tông hẳn là chú ý tới Diệp Thí Thiên, lại không có chú ý ngươi. Ở bọn họ trong mắt, ngươi cái này y thần môn đệ tử hẳn là nhất khinh thường tồn tại. Diệp Thần nghe được câu này, còn ngươi híp lại, hiếu kỳ nói, sư phụ, ta muốn biết, đạo tông kết quả có bao nhiêu mạnh. Đoạn Hoài An thở dài một tiếng, nhìn về phía phương xa, tựa như rơi vào trầm tư. Mấy giây sau đó, đột nhiên mở miệng nói như vậy. Năm đó ta bị hủy đi đan điền trước, tu vi ở hư vương cảnh trên. Diệp Thần ngẩn ra, Côn Lôn hư cảnh giới tu luyện là siêu phàm cảnh, nhập thánh cảnh, thánh vương cảnh, phản hư cảnh, hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh, đế tôn cảnh các loại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sư phụ lại là hư vương cảnh. Đây là kinh khủng dường nào tồn tại à? Đoạn Hoài An cảm nhận được Diệp Thần khiếp sợ, lại nói, mà vậy đạo tông tông chủ lại có thể một chiêu đem ta trọng thương. Người có biết đối phương đáng sợ. Đây không phải là trọng yếu nhất, đạo tông thành tựu thượng cổ tông môn, xa không có đơn giản. Thậm chí lời đồn đãi, đạo tông có một vị lão tổ từ thượng cổ sống đến bây giờ, mặc dù là truyền thuyết, nhưng là tuyệt không phải huyệt chống tới gió. Đoạn này thời gian, ta cố nhiên là y thần môn trưởng môn, nhưng vẫn thông qua các loại thủ đoạn điều tra đạo tông, ta phát hiện một ít nói tông chỗ không đúng. Đạo tông cho tới nay cũng ưa chuộng tìm kiếm Côn Lôn hư thiên tài, mà những thiên tài này, có một bộ phận người trở thành đạo tông đệ tử, còn có một bộ phận thần bí biến mất, chẳng biết đi đâu. Đạo tông nước sâu trình độ, đủ để cho lòng người thích chữ kính sợ, đây cũng là y thần môn tại sao ẩn núp đạo tông nguyên nhân. Bây giờ y thần môn giống như là một con kiến, mà đạo tông nhưng là một con voi to, ta không muốn ngươi tiến vào nước đục này bên trong, hơi lơ là, ngươi sẽ gặp chết yểu. Đây không phải là uy hiếp, đây là sự thật. Diệp Thần, ta đem những lời này cũng cùng ngươi nói, ngươi cũng nên làm quyết định, rời đi y thần môn, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố ngươi phản bội y thần môn, đem ngươi vĩnh viễn đuổi ra khỏi, nghĩ như vậy tất đạo tông cũng không biết lại hoa tinh lực đi đối phó ngươi. Ở Đoạn Hoài An xem ra, đây là duy nhất xử lý thủ đoạn. Chắc hẳn Diệp Thần như biết đạo tông đáng sợ, hẳn sẽ lựa chọn buông tha. Đây là nhân chi thường tình, hắn hiểu. Dẫu sao Diệp Thần bây giờ thiên phú, chỉ cần không chết hiểu, 100 năm sau đó tất nhiên sẽ thành là Côn Lôn hư quy tắc lập ra người. Đến lúc đó, nếu muốn báo thù còn có cơ hội. Bây giờ Diệp Thần phải làm nhất chính là thỏa hiệp, mà không phải là hành động theo cảm tình. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Diệp Thần trong mắt nhưng là bắn ra ánh sáng tự tin, nói thẳng, sư phụ, ta nói. Ta sẽ không rời đi y thần môn.
Y thần môn sa sút, vậy ta liền tự mình để cho y thần môn thành là hơn cổ thứ nhất tông môn. Đến lúc đó đạo tông lại có cái gì tư cách dung chuyển? Hắn đạo tông tông chủ nếu dám cử động nữ y thần môn, ta liền giết tới đạo tông. Hắn muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Còn nữa, ở sát lục chi địa, ta đã giết mười mấy vị đạo tông đệ tử. Nếu đã đắc tội, mà đắc tội hoàn toàn. Đúng rồi sư phụ, ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi tin tưởng ta sao? Đột nhiên, Diệp Thần ném ra những lời này. Đoạn Hoài An có chút bối rối, Diệp Thần lại giết đạo tông đệ tử. Còn muốn cho y thần môn thành là Côn Lôn hư thứ nhất tông môn. Cái này đùa gì thế? Y đạo đã sớm sa sút, võ đạo vi tôn, thậm chí y thần môn ở đại đa số trong mắt người, liền tông môn vậy không tính là. Đừng nói đệ nhất, có thể thành là Côn Lôn hư vậy tông môn đều là khó khăn vô thượng thanh thiên. Tông môn cũng không phải là dựa vào một người có thể huy hoàng. Hắn muốn lắc đầu, nhưng vẫn là gật đầu nói, sư phụ tin tưởng. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ném ra một cái trái bom nặng ký, sư phụ, nếu ngươi tin tưởng ta, ta liền hướng ngươi bảo đảm. Hai tháng bên trong, ta để cho y thần môn vang khắp Côn Lôn hư. Trong vòng 2 năm, ta để cho y thần môn thành là Côn Lôn hư cao cấp tông môn. Trong 3 năm, ta giết sạch đạo tông, càng làm cho đạo tông tông chủ quỳ xuống y thần môn bên ngoài. Thanh âm này thoáng như đến từ 9 tầng trời. Chấn điếc phát hội. Đoạn Hoài An có chút buồn cười, nhưng là thấy Diệp Thần nghiêm túc gương mặt, hắn vẫn cười không lên tiếng. Tên đồ đệ này lần này là thật nghiêm túc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, thanh âm run rẩy nói, đồ nhi, ngươi nói 2 tháng bên trong để cho y thần môn vang khắp Côn Lôn hư, nhưng mà bởi vì vậy trận tông môn thiên tài chi so. Diệp Thần gật đầu một cái, chính là, sư phụ, Kỷ Tư Thanh cho ta một chỗ, ta sẽ dùng danh ngạch này. Đại biểu y thần môn xuất chiến. Đã từng những cái kia cự tuyệt ta tông môn, ta cũng nên để cho bọn họ rõ ràng, ai là phàm căn, ai là phế vật. Đoạn Hoài An vội vàng hủy bỏ, không được, tuyệt đối không được, trước không nói vậy trận thi đấu nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không thể đại biểu y thần môn xuất chiến. Đó là võ đạo tông môn cuộc chiến, một mình ngươi y đạo tông môn đi xem náo nhiệt gì à? Huống chi? Nếu như người đến lúc đó không cần y đạo đối phó người khác, cái này cũng rất phiền toái à. Diệp Thần trong lòng xác định chuyện tự nhiên không thể nào bị người cỡ đó, hắn nhìn về phía Đoạn Hoài An, gằn từng chữ, sư phụ ngươi yên tâm, ta không cần võ đạo, ta sẽ dùng y đạo nghiền ép đám kia tự cho là đúng tông môn và thiên tài. Cùng lúc đó, một phần linh báo lặng lẽ ở toàn bộ Côn Lôn hư lan ra. Chỉ một lát thần. Truyền khắp toàn bộ Côn Lôn hư tất cả đại tông môn và thế lực. Tung lên sóng to gió lớn. Không có những nguyên nhân khác, chính là bởi vì báo toàn bộ thiên phúc có 3 chữ to. Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên lần thứ 4 ở Côn Lôn hư ngang trời xuất hiện. Lần trước xuất hiện, Huyết Minh và khác một tông môn gặp thảm diệt môn. Côn Lôn hư tất cả đại tông môn còn không có chậm qua thần, kết quả lần này, Diệp Thí Thiên lại có thể lại xuất hiện. Lần này, Diệp Thí Thiên không phải tìm tông môn phiền toái, mà là đi sát lục chi địa. Cái đó rất nhiều hơn tông môn sợ hãi chi địa. Tất cả tông môn thở dài một hơi, vốn cho là không phải đại sự gì, lại không nghĩ rằng, Diệp Thí Thiên ở sát lục chi địa làm chuyện so diệt tông môn còn đáng sợ hơn. Diệp Thí Thiên cử chỉ điên cuồng, lộ ra nghịch thiên thiên phú luyện đan, nghiền ép thánh cấp đan sư Hồng Đào. Tại chỗ cự tuyệt đan hư tháp mời. Diệp Thí Thiên một kiếm chém chết 4 vị trở lại hư cảnh cường giả. Bảo vệ cường giả chi tư. Diệp Thí Thiên hiệu lệnh muôn vàn hung thú, lần nữa chém chết 10 vị trở lại hư cảnh cường giả. Vạn nhân thần phục. Lại là lưu lại một câu lời độc ác, lấy mạng vậy đã từng vang khắp Côn Lôn hư sát chủ. Phong tử. Triệt triệt để phong tử. Vô số tông môn phái người đi sát lục chi địa điều tra hư thật, khi xác định sự việc sau đó. Liền đêm mở ra mở cuộc họp khẩn cấp. Cái này chủ đề của hội nghị chỉ có một, đó chính là Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên tồn tại cơ hồ dung chuyển Côn Lôn hư 80% tông môn, đối với bọn họ mà nói là triệt triệt để ác mộng. Mặc dù còn không có làm rõ ràng Diệp Thí Thiên tại sao phải đại náo sát lục chi địa, nhưng là có một việc có thể xác định, Diệp Thí Thiên tồn tại chính là một viên lựu đạn định giờ.
hắn không biết lúc nào xuất hiện. Cũng không biết lần kế sẽ đối với ai động thủ. Càng không biết cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc là dạng gì tu vi. Giống như Diệp Thí Thiên tu vi một mực lơ lửng không chừng, sâu không lường được. Từ trước mắt bên trong xem, phản hư cảnh không đủ để cân nhắc Diệp Thí Thiên. Móc lửng, vô cùng có thể ở hư vương cảnh hoặc trở lên. Huống chi, tên này liền sát lục chi địa sát chủ và đan hư tháp cũng không coi vào đâu, loại người này, còn có ai không dám động à? Côn Lôn hư, kỷ ra. Một nơi tản ra một tia thoang thoảng phái nữ khuê phòng. Thiếu nữ tựa vào bên cửa sổ, ánh đèn chiếu sáng dưới, gương mặt trong suốt như ngọc, có thật giống như mới tháng sinh choáng váng, nhu tình xước trạng thái, xinh đẹp không thể tả. Kỷ Tư Thanh để tay xuống bên trong linh báo, lâm vào thật lâu trầm tư. Đây là nàng từ sanh ra được sau đó, lần đầu tiên cảm giác được cảm giác nguy cơ. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền chúng tinh phủng nguyệt. Thiên tài cái chữ này tựa như chỉ thuộc về nàng. Thiên phú của nàng và linh căn, cực kỳ nghịch thiên. Nàng thậm chí thói quen hưởng bị người khác ngẩng mặt, cái này cũng nuôi dưỡng nàng vậy cao lãnh lòng. Không người có thể vào nàng pháp nhãn. Trừ vậy y thần môn Diệp Thần. Nhưng là bây giờ, làm Diệp Thí Thiên danh tự này xuất hiện ở nàng thời gian nháy mắt, nàng phát hiện hết thảy cũng sai rồi. Thậm chí rất nhiều lần, nàng sẽ hỏi mình, ta thật sự là thiên tài sao? Bây giờ Diệp Thí Thiên không chỉ quang vũ đạo nghịch thiên, đan đạo và tuần thú thuật đủ để cho Côn Lôn hư phần lớn người tuổi trẻ ngẩng mặt. Thậm chí để cho nàng ngẩng mặt. Nàng đi tới bên cửa sổ, nhỏ gió tấn công tới, sợi tóc của nàng phiêu động, tựa như tiên nữ. Nhưng là mặt tuyệt mỹ bàng trên, nhưng là đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Tựa như rơi vào vô hạn suy tư. Nàng đột nhiên rất muốn gặp vừa gặp cái này kêu Diệp Thí Thiên người đàn ông. Nàng quá tò mò. Loại cảm giác này càng mãnh liệt. Không riêng gì bởi vì là thiên tài hạng người tinh tinh tương thích cảm giác, càng bởi vì Diệp Thí Thiên trên tay có thể có thái cổ hư thật đan, đây là chữa trị phụ thân duy nhất mấu chốt. Muội muội Kỳ Lâm mấy ngày trước đi ngay Hoa Hạ tìm Diệp Thí Thiên, bây giờ nhìn lại phương hướng đã sai lầm. Diệp Thí Thiên căn bản không ở Hoa Hạ. Cũng nên để cho cái này nha đầu trở về. Còn như dưới mắt, Kỳ gia những người đó không nhất định tìm đến Diệp Thí Thiên. Chỉ có nàng tự mình điều động. Nàng đã từng đi qua Ngọc Thương Sơn sát lục chi địa thật nhiều lần, nàng rõ ràng nơi đó. Càng rõ sát chủ phong cách. Diệp Thí Thiên đại náo sát lục chi địa, lại là giết hắn người bên cạnh, sát chủ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm được Diệp Thí Thiên. Nếu như Diệp Thí Thiên xảy ra chuyện, vậy nàng phụ thân mệnh đem đến đây kết thúc. Kỷ Tư Thanh không do dự nữa, phủ thêm một bộ quần áo, năm ngón tay nắm chặt, một chuôi kiếm nhỏ trực tiếp xuất hiện ở nàng vậy trắng nõn thêm mảnh khảnh lòng bàn tay. Sau đó, trường kiếm liền đặt ở vậy uyển như rắn nước giống vậy thắt lưng. Thắt lưng, ngực, cái mông, hoàn mỹ ba vòng so ca đủ để cho Côn Lôn hư phần lớn cô gái lấy làm xấu hổ. Tiểu tình, để cho Kỷ Hà tới ngay gặp ta. Kỷ Tư Thanh đối với một người làm phân phó nói. Kỷ Hà là duy nhất một người gặp qua Diệp Thí Thiên, nàng phải mang theo. Tiểu thư. 10 phút sau đó, ăn mặc một bộ quần áo xanh Kỷ Hà chính là vội vàng xuất hiện ở Kỷ gia phòng khách. Tư Thanh tỷ, trễ như vậy ngươi để cho ta tới nơi này là bởi vì là. Kỷ Tư Thanh nói ngay vào điểm chính, theo ta đi một chuyến sát lục chi địa. Kỷ Hà ngẩn ra, Tư Thanh tỷ, người cái này là muốn đi tìm Diệp Thí Thiên. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, đúng, người này đối với ta Kỷ gia mà nói rất trọng yếu. Nhưng là Diệp Thí Thiên không phải đã cách mở sát lục chi địa liền sao? Chúng ta đã qua sẽ tới hay không không đạt tới? Kỷ Hà nghi ngờ nói. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, vậy Diệp Thí Thiên nếu nắm trong tay hung thú đại quân, tất nhiên ở Ngọc Thương Sơn khu vực có điểm dừng chân, bất kể như thế nào, ta cũng phải đi xem. Kỷ Hà gật đầu một cái, vậy Tư Thanh tỷ. Chúng ta lúc nào lên đường? Ngay bây giờ. Mà giờ khắc này, hang núi bên trong. Diệp Thần và Đoạn Hoài An hai người rối rít ăn vào đan dược bắt đầu vận công chữa thương. Trận chiến này, hai người ngũ tạng lục phủ cũng bị thương rất nặng. Sư phụ Đoạn Hoài An bởi vì không có đan điền, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ chậm tại thường nhân gấp mấy lần, cũng may Diệp Thần luyện chế không ngừng đan dược để cho hắn ăn vào.
dòng dã một ngày thời gian, Diệp Thần mới mở mắt ra. Hắn đã khôi phục lại trạng thái tột cùng, tu vi vậy đột phá không thiếu, khoảng cách nhập thánh cảnh còn có một bước xa. Còn kém một đạo cơ duyên mà thôi. Một khi vượt qua đến cảnh giới này, lại đối mặt một ít sơ kỳ phản hư cảnh, Diệp Thần không mượn lá bài tẩy có lẽ là có thể chém chết. Nhưng là đối mặt một ít phản hư cảnh đỉnh cấp cường giả, hắn như cũ rất cố hết sức. Hắn nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt sư phụ, cảm thụ thiên địa linh khí không ngừng ở sư phó đan điền hội tụ, đảo mắt tiêu tán, hắn có chút đau lòng. Sư phó trải qua quá mức bi thảm. Xúc sinh giống vậy đạo tông tông chủ tuyệt không thể lưu. Hắn muốn trợ giúp sư phụ. Nhưng là sư phụ đan điền vỡ vụn, không phải giống vậy vỡ vụn, nếu không sư phụ cũng không khả năng một mực không tu bổ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Côn Lôn hư tất cả mọi người đều không giải quyết được sư phụ đan điền vấn đề. Nhưng là có một người nhất định có thể. Đó chính là Lâm Thanh Huyền. Không do dự nữa, Diệp Thần tay cầm màu đen hòn đá nhỏ, ngay tức thì tiến vào luân hồi mộ địa. Thời khắc này Lâm Thanh Huyền đang đánh cờ, quỷ dị chính là, hắn lại đang dùng tay trái và tay phải lẫn nhau đánh cờ. Đồ nhi, ngồi. Một giọng già nua vang lên. Diệp Thần chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng đều là bị Lâm Thanh Huyền cắt đứt. Tựa như Lâm Thanh Huyền vô tình hay cố ý đang dạy hắn cái gì. Một bàn cờ cuối cùng kết thúc, Lâm Thanh Huyền đứng lên, có nhiều thú vị nhìn về phía, hỏi, đồ nhi, mới vừa rồi ngươi có thể phát hiện cái gì? Diệp Thần lắc đầu một cái, đồ nhi không biết. Lâm Thanh Huyền cười một tiếng, ngươi không biết vậy coi là bình thường. Dẫu sao ngươi không có trải qua cái đó thời đại thượng cổ, càng không có làm chứng y đạo quật khởi và ưu việt niên đại. Vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề khác, ngươi có thể biết tại sao năm đó ta một người có thể trấn áp vô số võ đạo tông môn? Diệp Thần sâu tư chốc lát, liền trả lời, sư phụ y đạo thông thần, một cây ngân châm là được hủy đi một khối sơn hà, võ đạo tông môn tự nhiên không địch lại. Lâm Thanh Huyền lắc đầu một cái, đồ nhi. Thật ra thì ngươi đối với y đạo hiểu vẫn là quá thiếu, ta hôm nay liền nói cho ngươi, y đạo sở dĩ áp đảo võ đạo trên, là bởi vì là y đạo thông thuật pháp. Hóa thần thông, phú huyết mạch, trấn sơn sông. Ngươi ở Thanh Huyền đỉnh lĩnh ngộ một đạo thần thông chỉ bất quá coi như là thần thông một chút ra lông mà thôi, nếu như nắm trong tay chân chính thần thông, vậy đạo tông lại coi là cái gì? Diệp Thần ngẩn ra, mới vừa muốn nói cái gì? Lâm Thanh Huyền liền nói, ta tồn tại thời gian không nhiều lắm, không biết có thể dạy ngươi nhiều ít, cho nên sau này có thể sẽ không lại là ngươi ra tay, hết thảy vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Nhưng là ta sẽ đem nhất đồ trọng yếu đều giao cho ngươi, chỉ vì là ngươi từng nói phải dùng y đạo đem y thần môn hóa là thiên cổ thứ nhất tông môn quyết tâm. Y thần môn vốn là ta Lâm Thanh Huyền sáng chế, ngươi ta cũng coi là duyên phận, ở trong chuyện này, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi. Còn nữa, ta biết ngươi tới nơi này mục đích, đoạn Hoài An đan điền sở dĩ không cách nào tu bổ, rất trọng yếu một cái nguyên nhân, là có người dùng thượng cổ tà thuật, cưỡng ép phá vỡ đan điền. Phá vỡ đồng thời, phong ấn đan hồn. Tà thuật phong ấn nếu không giải trừ, thế gian hết thảy thủ đoạn đều không cách nào tu bổ. Diệp Thần nghe được câu này tiếng nói, hô hấp có chút gấp rút. Hắn cũng biết Lâm Thanh Huyền có biện pháp. Sư phụ! Ngài có thể phá giải sao? Lâm Thanh Huyền ống tay áo vung lên, thượng cổ tà thuật ở ta Lâm Thanh Huyền y đạo trước mặt là bàng môn tà đạo, ta như muốn phá, chỉ bất quá phân phút chuyện. Chỉ bất quá, ta bây giờ không thể thật lãng phí một tia trạng thái. Cho nên, muốn phá vỡ vậy thượng cổ tà thuật, chỉ có mượn tay ngươi. Mượn tay ta? Diệp Thần có chút nghi ngờ, loại này thượng cổ tà thuật lấy mình năng lực muốn phá vỡ căn bản không có thể à? Sư phụ, ta cảnh giới và tu vi theo lý mà nói hẳn không thể nào đâu. Lâm Thanh Huyền gật đầu một cái, người coi như có chút tự mình hiểu lấy, người dưới mắt tu vi tự nhiên không thể nào phá giải vậy thượng cổ tà thuật, nếu như ta không đoán sai, đem đoạn Hoài An đánh cho bị thương và phong ấn người tuyệt không bình thường. Thực lực và ngươi chênh lệch giống như rãnh trời. Hắn ban đầu không có đuổi tận giết tuyệt, chính là tự tin cái này thượng cổ tà thuật trong thiên hạ không người phá giải. Vậy quả thật, nếu như không có ta, Côn Lôn hư bên trong thật đúng là không mấy người có thể phá vỡ. Đồ nhi,
Bất kể như thế nào ngươi vẫn là phải cẩn thận vị này tổn thương Đoạn Hoài An thi người phẫu thuật, loại người này tuyệt đối không có bề ngoài đơn giản như vậy. Cũng may y đạo từ đầu đến cuối bước ngang qua tại võ đạo trên, hết thảy thuật pháp không che giấu. Diệp Thần gặp Lâm Thanh Huyền thật lâu không nói ra phương pháp, liền nói, sư phụ, cần ta làm gì? Lâm Thanh Huyền cũng không tiếp tục nói nhảm, nói thẳng, người cần phải chuẩn bị 127 loại thuốc, một tôn có thể chịu đựng cực cao nhiệt độ đan đỉnh, viên thuốc này đỉnh phải xa xa lớn hơn vậy đan đỉnh, đủ để buông xuống Đoạn Hoài An nằm ngang thân thể. Nghe được những lời này, Diệp Thần giật mình. Hắn làm sao cảm giác Lâm Thanh Huyền phải đem sư phụ Đoạn Hoài An luyện chế thành đan dược. Những lời này nếu như từ vậy Hồng Đào trong miệng nói ra hắn có thể còn sẽ tin tưởng mấy phần. Dẫu sao Hồng Đào am hiểu nhất sự việc liền đem người thành tựu đan dẫn. Huống chi loại này to lớn đan đỉnh hắn bây giờ cũng không có à. 127 loại thuốc, vậy vượt qua xa hắn luân hồi mộ địa chứa tồn tại. Trừ phi tiệm thuốc, nếu không muốn có được như thế hơn loại thuốc căn bản không có thể. Lâm Thanh Huyền nhìn thấu Diệp Thần làm khó, lại nói, dược liệu sự việc ngươi tự mình giải quyết, đan đỉnh ta có thể là ngươi chỉ điểm bến mê, mới vừa rồi ở đó Hồng Đào kiến trúc bên trong, ta linh thức cảm nhận được loại này đan đỉnh liền nấp trong Hồng Đào một tòa đan phòng. Chờ ngươi những thứ này cũng gọp đủ, lại tới tìm ta. Nói xong, Lâm Thanh Huyền cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Một bản đầy là dược liệu đan phương liền hạ xuống Diệp Thần lòng bàn tay. Sau đó Lâm Thanh Huyền liền biến mất ở luân hồi mộ địa. Diệp Thần nhìn trong tay đan phương thở dài một hơi, vùng lân cận dược liệu tiệm cũng chỉ có sát lục chi địa. Hắn phải đi. Không chỉ như vậy, hắn mạnh hơn sông vậy màu đỏ kiến trúc. Hồng Đào vừa chết, chắc hẳn toàn bộ sát lục chi địa đều là một phiến đại loạn đi. Mình lúc này đi không thể nghi ngờ là đụng vào trên họng súng. Tốt ở tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở Diệp Thí Thiên trên mình, hắn dùng chân thật mặt mũi đi vào, không có gì đáng ngại. Huống chi, vậy đối với tỷ muội Hoa vẫn còn ở khách sạn chờ, Ôn Lập Phong để cho mình trông nom, hắn cũng không khả năng chỉ như vậy rời đi. Nhưng là mình nếu như rời đi hang núi, Đoạn Hoài an toàn ai tới bảo vệ. Diệp Thần trở lại thực tế bên trong. Đoạn Hoài An đã mở mắt ra, tò mò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đứng lên, đối với sư phụ nói, sư phụ, ta có chút cái đuôi không có xử lý, có thể phải đi một chuyến sát lục chi địa, ngày này, người nhớ lấy không thể rời đi cái hang núi này. Đoạn Hoài An nghe được Diệp Thần lại muốn trở về, con người phóng đại, trực tiếp cự tuyệt nói, không được. Bây giờ sát lục chi địa trình độ nguy hiểm vượt qua xa hết thảy, người bây giờ đi, rất có thể bị phát hiện. Hắn thật không hiểu nổi, Diệp Thần làm sao sẽ nghĩ đến hiện ở thời điểm này đi sát lục chi địa. Mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng là như một đám tiếp theo một đám người cũng đi đối phó hắn, cây kia bản không có phần thắng chút nào có thể à. Sư phụ xin yên tâm, sát chủ đang tìm là Diệp Thí Thiên, và ta Diệp Thần có quan hệ thế nào. Còn nữa, phỏng đoán phần lớn người cũng lấy là ta rời đi sát lục chi địa, chỗ nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ là nơi an toàn nhất. Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đoạn Hoài An nghe được câu này, suy tư một lát sau có chút bị thuyết phục, nếu ngươi có chuyện quan trọng, nhưng là vi sư chỉ có một yêu cầu, tối mai trước, nhất định phải tới nơi này, nếu không ta tự mình đi sát lục chi địa tìm ngươi. Được. Diệp Thần không do dự nữa, xoay người rời đi, làm đi tới cửa động thời điểm, lạnh lùng nói tiểu hắc. Hắc hổ chi vương ngay tức thì đi tới Diệp Thần trước mặt. Coi giữ cửa động này, không thể để cho sư phụ có bất kỳ sơ thất nào, nếu không, ta cầm ngươi là hỏi. Hắc hổ chi vương nghe được cái này mệnh lệnh, gật đầu một cái, giết hại khí phát ra, trong mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh hết thảy. Xúc thế đãi phát, có hắc hổ chi vương bảo đảm, Diệp Thần trong lòng đá vậy coi là buông xuống, dẫu sao nơi này là người này địa bàn. Coi như sát chủ người tìm tới nơi này. Vậy không như vậy dễ dàng công hạ. Đoạn Hoài An nhìn Diệp Thần biến mất thân hình suy nghĩ muôn vàn, hy vọng hắn có thể bình an trở về đi. Nửa giờ sau, Diệp Thần đi tới sát lục chi địa cửa thành. Ánh lửa lóe lên, chỉ cửa thành lại liền trông nom mười mấy vị cường giả. Còn có hai vị trở lại hư cảnh cao thủ ở phía trên quét nhìn hết thảy. Cũng may Diệp Thần xuất hiện, cũng không có để cho bọn họ lau phát hiện, ở bọn họ trong mắt.
Diệp Thần cảnh giới quá thấp, dõi mắt toàn bộ sát lục chi địa cũng nhìn hờ hững. Giang tay ra, lục soát người. Một người mặc khôi giáp người đàn ông lạnh lùng nói. Diệp Thần cố nhiên có năng lực chém chết những thứ này giữ cửa người, nhưng là hắn hiển nhiên không sẽ làm như vậy. Bởi vì một khi kinh động sát chủ, sự việc liền phiền toái quá hơn. Diệp Thần có nhiều thú vị nhìn trước mặt mấy người, móc ra một ít cao cấp linh thạch đưa ra ngoài. Ta mấy năm trước và phụ thân đã tới nơi đây, khi đó thật giống như không có như thế nghiêm, làm sao bây giờ sát lục chi địa biến thành như vậy. Mấy người lục soát một chút Diệp Thần thân thể, cũng so với trên tường Diệp Thí Thiên bức họa, nhận Diệp Thần linh thạch không nhịn được nói, thằng nhóc, ngươi lần này tới sát lục chi địa nhưng mà đến nhầm thời gian, gần đây trong khoảng thời gian này sẽ rất nghiêm, không phải vạn bất đắc dĩ không nên đi ra ngoài. Diệp Thần giả vờ thuận theo gật đầu một cái, trực tiếp lẫn vào đám người bên trong. Đi tới bên trong, đầy đường đều là phun trào ra thánh vương cảnh và phản hư cảnh cường giả, rất hiển nhiên đám người này từng phòng gian nhà lục soát đã qua. Hiệu suất cực thấp, bất kỳ mang mặt nạ người đều bị cưỡng ép vạch trần. Nếu như không phục tòng, trực tiếp chém chết. Trên đường chính tràn đầy máu tươi và thi thể. Diệp Thần con ngươi híp lại, hướng sát lục chi địa lớn nhất một gian dược liệu tiệm đi. Mặc dù phần lớn cửa hàng mặt tiền cũng bởi vì Diệp Thí Thiên sóng gió đóng cửa, nhưng là dược liệu tiệm hiển nhiên vẫn là mở. Dẫu sao Diệp Thí Thiên ở quảng trường đánh một trận, quá nhiều người bị thương. Đây không thể nghi ngờ là tiệm thuốc làm ăn tốt nhất thời điểm, tiệm thuốc người phụ trách lại là cười không ngậm miệng lại được, ước gì Diệp Thí Thiên hơn tới mấy lần. Tiến vào tiệm thuốc bên trong, Diệp Thần trực tiếp hướng chính giữa nhất một cái ông già đi tới, hắn trực tiếp đem vậy tấm viết đầy dược liệu đan phương lấy ra. Người tốt, cho ta chuẩn bị những dược liệu này. Được rồi. Ông già nhận lấy đan phương mới vừa định bắt thuốc, khi thấy nội dung phía trên, thân thể hoảng như hóa đá. Hắn chưa bao giờ có thấy người muốn như thế nhiều dược liệu. Đây là muốn làm gì? Luyện đan cũng không khả năng à. Ông già có nhiều thú vị nhìn một cái Diệp Thần, hiếu kỳ nói, vị tiên sinh này, người chắc chắn không tính sai. Phía trên dược liệu vượt qua trăm chồng, có chút lại là dược liệu hiếm thấy, trong tiệm vậy không nhất định có phải hay không sao sai rồi. Diệp Thần con người có giúp một cái, lắc đầu một cái, không có sao sai. Ta gần đây đang nghiên cứu dược liệu, thất bại thật nhiều lần, lần này dự định mua thêm một ít, tỉnh lão chạy tới nơi này. Các ngươi nơi này có nhiều ít bắt nhiều ít đi. Ông già lại là nhìn một cái Diệp Thần, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác đối phương có chút cổ quái. Nhưng là loại cảm giác này lại không nói ra được, không nghĩ nhiều nữa, hắn xoay người hướng hậu viện đi. Tiên sinh hơi các loại. Không lâu lắm. Ông già chính là gõ hậu viện một cánh cửa. Tiểu thư, là ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, là thanh âm của một cô gái. Cửa đột nhiên mở ra, bên trong nhà tràn ra mùi thuốc nồng nặc. Ông già thận trọng đi vào. Chỉ gặp bên trong nhà cực kỳ đơn giản. Một tôn đan đỉnh và một cô gái. Thiếu nữ mặt mũi xinh đẹp, vóc người bốc lửa. Vóc người ăn mặc một kiện màu đen áo ba lỗ. Gợn sóng vĩ đại vật suýt nữa tránh thoát được. Đầy đặn nửa vòng tròn đủ để cho vô số người tu luyện điên cuồng. Hoặc giả là bởi vì luyện đan quá lâu, trên mình dính một ít đổ mồ hôi, nhu thuận mái tóc dài dùng một cây màu hồng tơ mang buộc. Quanh thân tựa như trôi dạt một tia tiên khí, không phải trong trần thế người. Da thịt trắng như tuyết, để cho người không dám nhìn thẳng. Khâu lão. Dược phòng xảy ra chuyện gì? Cô gái mở mắt ra, lòng bàn tay chấn động một cái, một viên đan dược trôi lơ lửng ở bàn tay của nàng. Phẩm cấp cực cao, lại là vô hạn đến gần đan dược thất phẩm. Thậm chí vượt qua hồng đào. Ai cũng không nghĩ ra sát lục chi địa một tòa duy nhất dược phòng sau lưng thậm chí có một vị trẻ tuổi như vậy cao cấp đan sư. Khâu lão hiển nhiên là không dám nhìn thẳng xem cô gái, nghiêng thân nói, tiểu thư. Ngươi để cho ta lưu ý tất cả mua đặc thù dược liệu người, hôm nay nhưng đã tới một cái. Cô gái đứng lên, thuận tay cầm lên bên cạnh một cái khăn lông xoa xoa đổ mồ hôi, hiếu kỳ nói, nơi nào cổ quái. Khâu lão nghiêng bước chân, đem Diệp Thần cho hắn đan phương đưa tới, tiểu thư mời xem, bên ngoài có một cái rất thanh niên người đàn ông muốn mua 100 hơn loại thuốc,
dược phòng trong vòng một năm cũng không có đụng gặp qua lớn như vậy một khoản đơn đặt hàng. À, cô gái ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt, đan phương liền xuất hiện ở bàn tay của nàng. Mua nhiều như vậy dược liệu, hoặc là chính là luyện chế hiếm thấy đan dược, hoặc là chính là cái đó đều không hiểu phế vật. Nàng vậy xinh đẹp con ngươi nhìn lướt qua đan phương lên nội dung. Nụ cười khinh thường đột nhiên cứng ngắc. Đôi mi thanh tú một nhăn mày. Tựa như lâm vào sâu đậm trầm tư. Đây là, vậy làm sao có chút giống như thời đại thượng cổ toa thuốc. Chỉ tiếc chỉ viết rõ dược liệu, lại không có viết cụ thể. Mấu chốt hạng người gì cần loại phương thuốc này. Trong này mỗi một cái dược liệu cũng xung đột lẫn nhau, chỉ khi nào hỗn hợp luyện chế, toàn bộ triệt tiêu, loại thủ đoạn này người bình thường tuyệt đối không thể nào có. Hoặc là đối phương là cao cấp đan sư, hoặc là tên này người sau lưng là cao cấp đan sư. Cô gái hiển nhiên bị đan phương chấn động kinh động. Tiểu thư kia, còn có cần hay không đem dược liệu cho người này? Khâu lão hỏi. Cô gái khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái hứng thú độ cong, loại người này ta còn muốn gặp, tại sao không cho? Phân phó, cho người này dược phòng tốt nhất dược liệu. Có mấy thứ phương thuốc không có, liền từ ta đan phương trong đi lấy. Khâu lão nghe được câu này, hiển nhiên diễn cảm có chút kinh ngạc. Tiểu thư sau lưng nhưng mà đứng đan hư tháp, thời gian trong 3 năm lại là dứt khoát rời khỏi gia tộc ở đất này. Một lòng luyện đan. Dù là Hồng Đào uy danh vang khắp sát lục chi địa, tiểu thư cũng là không tranh không đoạt. Tựa như đối với thế gian hết thảy cực kỳ khinh thường, duy chỉ có ưa chuộng nội tâm đan đạo thế giới. Mà trước mắt, tiểu thư lại muốn đem nàng đan phòng một ít trọng yếu dược liệu lấy ra. Điên rồi phải không? Còn không đi nhanh, chờ hết thảy chuẩn bị xong, trực tiếp giao cho ta. Thiếu nữ lại phân phó nói. Tiểu thư. Khâu lão không nghĩ nhiều nữa, thẳng tiếp theo. Ước chừng 10 phút sau đó, khâu lão mới đi tới thiếu nữ trước mặt, thận trọng đưa ra một khối chữ vật ngọc bội. Tiểu thư, đồ đều ở bên trong, như nhau không thiếu. Được. Cô gái năm ngón tay nắm chặt, chữ vật ngọc bội trực tiếp hạ xuống bàn tay của nàng, sau đó, nàng liền hướng dược phòng đi. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là đang nghỉ ngơi khu kiên nhẫn chờ đợi, nếu như nơi này góp không đủ. Cũng chỉ có thể đi Hồng Đào địa phương nhìn một chút. Nếu quả thật góp không đủ toàn bộ, vậy thì phiền toái. Vị tiên sinh này, đây chính là ngài đan phương. Một đạo vui vẻ thanh âm ngay tức thì vang khắp, đảo qua mới vừa rồi cô gái ở hậu viện trong trẻo lạnh lùng. Diệp Thần ngẩng đầu lên, liền thấy được đối diện một cái hấp dẫn thiếu nữ đi tới. Mấu chốt thiếu nữ chỉ mặc một kiện màu đen áo ba lỗ. Vóc người bốc lửa hiển lộ không thể nghi ngờ. Đường cong cảm giác và sóng lớn mãnh liệt cũng vừa đúng lúc. Ngươi là... Diệp Thần thu hồi ánh mắt, mở miệng nói. Thiếu nữ đúng dịp cười xinh đẹp hề, đưa ra trong tay toa, tiên sinh, ta kêu Lạc Giao, coi như là cái này gian dược phòng chủ nhân, lần đầu gặp mặt rất là hạnh ngộ. Diệp Thần đem đan phương cầm trở về, không biết Lạc Giao là không phải cố ý, thân thể khẽ nghiêng. Bộ ngực đầy đặn hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời, đầu ngón tay lại là ở Diệp Thần lòng bàn tay vạch qua. Chập chờn tâm huyền. Diệp Thần. Diệp Thần cũng là mở miệng nói. Lạc Giao gật đầu một cái, tên rất hay đâu, đúng rồi, còn có cái này chữ vật ngọc bội, bên trong chính là Diệp tiên sinh dược liệu cần thiết, toàn bộ đầy đủ hết. Diệp Thần nhất thời nghi ngờ, mới vừa rồi lão kia người rõ ràng nói toa thuốc dược liệu thiếu thiếu. Tại sao lại đột nhiên đầy đủ hết? Hắn nhận lấy ngọc bội, nhìn lướt qua, phát hiện không chỉ đầy đủ hết, phần lớn dược liệu phẩm cấp đều là cực kỳ cao. Hắn cũng không nhận vì thiên hạ có bữa trưa miễn phí. Lạc Giao tiểu thư, không biết những dược liệu này giá bao nhiêu cách. Dẫu sao là giao dịch, Diệp Thần chẳng qua cho nhiều một ít linh thạch. Khởi liệu vậy Lạc Giao nhưng là lắc đầu một cái, cười nói, Diệp tiên sinh. Tiểu nữ vậy yêu thích luyện đan, những thuốc này phương coi như là đưa cho Diệp tiên sinh, kết giao bằng hữu đây. Rồi sau đó nàng lộ ra một nụ cười nói, bất quá tiểu nữ trong lòng có một đạo nghi ngờ, Diệp tiên sinh là dự định luyện chế dạng gì đan dược, như thế hơn dược liệu thì như thế nào bảo đảm đan đỉnh không trở ngại loạn. Dĩ nhiên, nếu như Diệp tiên sinh không tiện nói, tiểu nữ cũng không phải làm khó. Diệp Thần nghe được những lời này, ngay tức thì nghiêm túc.
Cái này Lạc Giao không biết lai lịch, hắn tự nhiên sẽ không nói ra toa thuốc bất kỳ đồ. Hắn trực tiếp lấy ra một ít phẩm cấp cực kỳ cao linh thạch, để lên bàn, ta Diệp Thần không thích bị người khác ân huệ, những linh thạch này hẳn đủ, dĩ nhiên Lạc Giao tiểu thư người bạn này ta tự nhiên nguyện ý đóng. Chỉ như vậy, cáo từ. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp rời đi. Lạc Giao tự nhiên không có đuổi theo ra ngoài, ánh mắt linh động lóe ra một chút hứng thú. Khâu lão đi tới, nhìn Diệp Thần hình bóng, mở miệng nói, tiểu thư, liền thả thằng nhóc này rời đi. Còn nữa, tiểu thư là làm sao biết luyện đan chính là thằng nhóc này. Lạc Giao hai tay ôm ngực, ngực mềm mại đè ép, lau một cái rãnh sâu hóm tựa như có thể để cho vô số người đàn ông say chết trong đó. Thằng nhóc này trên người có nồng đậm đan khí, ta cả đời cũng đang luyện đan, tự nhiên có thể cảm thụ ra, hơn nữa, nếu như ta không cảm thụ lỗi, thằng nhóc này tài luyện đan ở trên ta. Thậm chí hắn có thể đã từng luyện chế ra thượng cổ đan dược. Lời này vừa nói ra, Khâu lão sắc mặt đại biến. Nhà mình tiểu thư nhưng mà đan hư tháp cô gái thiên tài, coi như ở sát lục chi địa, nàng đan đạo vậy xa xa cao hơn không ai bì nổi Hồng Đào. Mấu chốt tiểu thư ở đan đạo lên vô cùng cao ngạo, hắn đi theo tiểu thư nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp tiểu thư thừa nhận người khác so mình mạnh hơn. Nhưng là giờ khắc này, tiểu thư nhưng là vô cùng nói khẳng định ra những lời này. Thằng nhóc kia rốt cuộc là nhân vật nào? Lạc Giao buông tay ra, lại hướng Khâu lão phân phó nói, Khâu lão, nghĩ biện pháp điều tra ra thanh niên này lai lịch, còn có người tự mình đi theo thằng nhóc này, nhớ giữ tuyệt đối khoảng cách. Không nên tới gần, càng không nên đắc tội. Thằng nhóc này nhà chúng ta tộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Tiểu thư. Rất nhanh, Khâu lão liền hóa là một đạo tàn ảnh biến mất không gặp. Toàn bộ dược phòng chỉ còn lại Lạc Giao một người. Nàng con ngươi híp lại, nhìn nửa đêm, nhàn nhạt nói, Diệp Thần. Có ý tứ, sát lục chi địa hôm nay nhưng là bị ta gặp được hai vị cao cấp đan sư tiềm lực chọn, một cái Diệp Thí Thiên, một cái Diệp Thần, Lại có thể cũng họ Diệp, chẳng lẽ có liên quan gì không được. Nếu hai cái đều bị ta theo dõi, vậy Diệp Thí Thiên ta nhất định là không có tư cách tranh thủ, cái này Diệp Thần ngược lại là một cái thời cơ. Diệp Thần rời đi dược phòng, đi một chuyến Hồng Đào phủ đệ. Giờ phút này đèn đuốc thông minh. Trở lại hư cảnh cường giả lui tới, hiển nhiên còn đang siêu tầm chứng cứ gì. Diệp Thần con ngươi híp lại, đi thẳng tới một nơi vắng vẻ cửa sau. Nơi này chỉ có mấy người bảo vệ, bởi vì là cửa sau, rất ít có người đi qua. Đứng lại, mấy chuôi trường thương trực tiếp bắn đi ra, rơi vào Diệp Thần trước người. Người không phận sự các loại, không được đến gần, cút. Lạnh như băng uy hiếp tiếng trực tiếp rơi xuống, Diệp Thần nhưng là một hơi một tí. Hắn linh thức phóng thích mở, chung quanh gió thổi cỏ lay rõ ràng. Làm sao còn không cút? Một cái Hồng Đào thủ hạ có chút nổi nóng, dẫu sao Hồng Đào xảy ra chuyện, bọn họ tương lai cũng là kham ưu. Liền xem sát chủ sẽ không tiếp tục tiếp nhận bọn họ. Hắn cũng không để ý Diệp Thần là mục đích gì, trực tiếp dùng trường thương hướng Diệp Thần tim đâm tới, một khi xuyên thấu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại sắp đâm vào Diệp Thần thân thể nháy mắt, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hai ngón tay đưa ra, tựa như kềm vậy gắt gao kẹp lấy kình khí bốn phía trường thương. Không nhúc nhích tí nào. Cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi như mình đánh bất tỉnh mình, ta liền không giết các ngươi. Mấy người còn lại nghe được như vậy khiêu khích tiếng nói, sắc mặt đại biến, một giây kế tiếp, vũ khí trong tay trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Tiểu súc sinh, tự tìm cái chết. Xem ra các ngươi đã lựa chọn, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Hai ngón tay đột nhiên tụ lực, sấm sét xuyên thấu ra. Rắc rắc. Vậy đầu ngón tay trường thương tại chỗ vỡ vụn, sức lực gió cuồn cuộn, mảnh vỡ lại là hướng bốn phương tám hướng tử đi. Phốc phốc, tiếng, ai có thể nghĩ tới mảnh vỡ lại có thể toàn bộ bắn vào mấy người kia ấn đường. Toàn bộ ngã xuống. Diệp Thần lắc đầu một cái, tại sao không quý trọng mạng mình đâu. Nói xong, liền biến mất ở cửa bên trong. Còn như có thể hay không có người phát hiện, thì không phải là hắn quan tâm chuyện. Chỉ cần lấy được vậy tôn đan đỉnh, hắn ngay lập tức rời đi. Hồng Đào phủ đệ bên trong, tựa như mê cung. Diệp Thần thật vất vả mới tìm được Hồng Đào đan phòng.
Để cho hắn bất ngờ là, đan phòng này thậm chí có một đạo trận pháp phong ấn. Rất rõ ràng, Hồng Đào xảy ra chuyện sau đó, thì có người phong ấn nơi này. Một khi phong ấn phá hỏng, tất nhiên sẽ bị vậy thi trận người phát hiện. Bỏ mặc. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong tay sử dụng Trảm Long kiếm, bổn mạng linh phù sấm sét điên cuồng lóe lên. Mang theo sấm sét vạn quân lực, trực tiếp đánh xuống. Ùng ùng. Một tiếng kinh thiên vang lớn, toàn bộ Hồng Đào phủ đệ đều tựa như chấn động một cái. Trận pháp trực tiếp phá vỡ. Diệp Thần đánh vỡ cửa đá, trực tiếp xông đi vào. Hắn ngay tức thì phát hiện một tôn to lớn đan đỉnh yên lặng nằm. Đan đỉnh chung quanh có mấy chục bộ xương khô. Rất hiển nhiên, những người này đều là Hồng Đào trước khi đan dẫn. Đan đỉnh phong cách cổ xưa, trong đỉnh càng là có nồng đậm máu tanh chi vị. Cũng không biết vậy sát chủ tại sao phải mời Hồng Đào lấy người luyện đan, chẳng lẽ có bí mật gì? Nếu không cũng không khả năng phái người thời gian đầu tiên dùng trận pháp khép kín. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được ấn đường truyền tới một cổ đau nhói cảm giác. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt trong mắt dần dần hiện lên một tia huyết sắc. Đồng thời một giọng nói không ngừng ở trong đầu hắn vang lên. Bắt lại vật này. Diệp Thần tầm mắt tựa như bị một loại lực lượng vô danh khống chế, quét ngã một cái cặp. Trên cái dương lại là vẽ một cái khô lâu. Một tia khí âm tà từ trong dương tràn ra. Xem ra chính là cái dương này để cho ta ấn đường cũng như này khác thường, thậm chí vật này có thể và sát chủ có quan hệ rất lớn. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp đem cái dương ném nhập luân hồi mộ địa, vậy Hồng Đào đan đỉnh cũng là bị bắt nhập trong đó. Hắn mới vừa dự định đẩy ra cửa đá rời đi, linh thức nhưng là phát hiện bên ngoài phun trào ra cực mạnh ý định giết người. Đã bị bao vây. Đáng chết. Diệp Thần biết trận pháp bị phá, sẽ lập tức có người hạ xuống. Nhưng không biết sẽ nhanh như vậy. Chẳng lẽ sớm đã có người mai phục ở nơi đây? Hắn bây giờ mặt mũi tuyệt đối không thể bị phát hiện, vì vậy tiện tay chính là mang theo một cái mặt nạ. Đột nhiên một cổ cường đại khí lưu phun trào, đụng. Cửa trực tiếp bị đánh bể, bụi mù cuồn cuộn dậy. Chờ bụi mù tản mất, Diệp Thần nhưng là phát hiện bên ngoài đông nghịt một phiến. Cầm đầu lại là có mười mấy vị phản hư cảnh ông già. Diệp Thần con ngươi lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, hắn không có đoạn lôi nhân để lại vậy đạo kiếm quyết, ngân châm cũng là tạm thời nguội xuống trạng thái, không cách nào sử dụng. Lâm Thanh Huyền cũng không khả năng đi ra giúp mình. Cuồng sát hắc hổ thời gian ngắn cũng không khả năng chạy tới. Hắn bây giờ không thể nghi ngờ là tứ cố vô thân. Muốn mở một đường máu, rất khó. Trong đám người đi ra một cái ăn mặc trường bào ông già tò mò nhìn chằm chằm mang mặt nạ Diệp Thần, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng mà Diệp Thí Thiên phái ngươi tới. Mặc dù Diệp Thí Thiên và trước mặt thanh niên cũng mang mặt nạ, hắn cũng không đem Diệp Thần làm Diệp Thí Thiên. Bởi vì hắn thời gian đầu tiên cảm nhận được đối phương trong con ngươi ngưng trọng. Nếu như thanh niên này là Diệp Thí Thiên chỉ sợ sớm đã đại khai sát giới. Huống chi Diệp Thí Thiên sớm liền rời đi sát lục chi địa, lại làm sao có thể trở về. Thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta câu hỏi. Tại sao phải cưỡng ép hủy diệt trận pháp, xông vào cấm địa? Ngươi mang đi trong này thứ gì, giao ra. Ngươi như không nói chuyện nữa. Ta liền chặt đứt đầu lâu ngươi. Dứt lời, vô số đạo ý định giết người hướng Diệp Thần bên này cuốn tới. Tựa như Diệp Thần chính là cá trong chậu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cảm thụ những người này ý định giết người, đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn tự nhiên có thể mở một đường máu, nhưng là động tĩnh chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Một khi người bên ngoài chạy tới, chỉ dựa vào mình một người, không có bất kỳ lá bài tẩy. Hắn tuyệt đối nguy hiểm. Hắn phải nghĩ biện pháp trở lui toàn thân. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu thoáng qua một đạo ánh sáng. Một giây kế tiếp, hắn một bước bước ra, lãnh mâu nhìn lướt qua vị kia trường bào ông già, mở miệng nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống, sau đó phế bỏ mình tu vi, nếu không chết. Nghe được câu này, lão kia người theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó chợt kịp phản ứng. Thẹn quá thành giận nói, tiểu súc sinh, người mẹ hắn lấy là ngươi là Diệp Thí Thiên à. Tất cả mọi người, bắt lại người này, làm rõ ràng thân phận của người này.
Ngay tại đông nghịt đám người hướng Diệp Thần đến gần thời điểm, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết long, đi ra. Một giây kế tiếp, một cái huyết long trực tiếp lao ra trong cơ thể. Quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi. Trong lòng tựa như 10 ca con thảo nghĩ mã phi qua. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thí Thiên con mẹ nó lại có thể lại trở về. Sát chủ như vậy trọng binh phòng thủ, cái này Diệp Thí Thiên lại có thể tới lui tự nhiên. Tựa như căn bản không có đem sát chủ coi ra gì à. Nháy mắt tức thì, Diệp Thí Thiên sợ hãi hoàn toàn tràn ngập. Đông nghịt đám người lại là đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ chẳng qua là sát chủ phái một nhóm người trấn thủ nơi này mà thôi, căn bản không phải chủ lực. Cố nhiên người hơn, cũng không đủ Diệp Thí Thiên giết à. Vậy Trường Bào ông già sắc mặt tái nhợt, lại là cái đầu tiên quỳ xuống người, thanh âm run rẩy, Diệp đại nhân, ta. Ta không biết đại nhân hạ xuống nơi này, ta cái này thì tự phế tu vi. Hắn căn bản không có bất kỳ hoài nghi, càng sẽ không nghĩ tới Diệp Thí Thiên giờ phút này chẳng qua là nỏ mạnh chi cung. Hắn thậm chí có loại chung quanh bị cuồng sát hắc hổ nhìn chằm chằm ảo giác. Toàn thân lạnh cả người. Đụng. Ông già một quyền đánh vào mình trên đan điền, trực tiếp vỡ vụn. Không riêng gì hắn, những cái kia phản hư cảnh cảnh cường giả cũng đều không dám thở mạnh à. Diệp Thí Thiên nhưng mà một kiếm có thể giết mười mấy vị phản hư cảnh yêu nghiệt à. Bọn họ không dám đánh cuộc. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, các ngươi những con kiến hôi này ta khinh thường ra tay, nếu để cho ta biết các ngươi còn dám đi theo ta, ta đính hôn tay chặt đứt đầu các ngươi lô. Dứt lời, hắn sải bước như sao rơi rời đi. Không người dám ngăn trở. Ước chừng 5 phút sau đó, tất cả mọi người mới tỉnh hồn lại. Trường Bào ông già cố nhiên trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là thời gian đầu tiên lấy ra một bản phù văn, bước ra một giọt máu tươi. Phù văn ngay tức thì đốt đốt, hình thành một bức họa mặt. Trong hình chính là sát chủ. Khải bẩm sát chủ, mới vừa rồi Diệp Thí Thiên ở Hồng Đào phủ đệ xuất hiện. Trong hình sát chủ con ngươi đông lại một cái, lạnh lùng nói, hắn bây giờ nơi ở nơi nào. Trường Bào ông già thanh âm có chút run rẩy, tiếp tục nói, Diệp Thí Thiên quá mức cường thế, chúng ta không có ai có thể ngăn lại, bất quá hắn vừa rời đi không bao lâu, hẳn vẫn là ở sát lục chi địa bên trong, mời sát chủ khép kín khắp thành. Hừ, sát chủ hừ lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, ngón tay bắt pháp quyết, một khối ngọc bàn trực tiếp trôi lơ lửng ra. Ngọc bàn ngay tức thì toát ra chói mắt màu máu lại là khuếch tán ra. Sát lục chi địa nửa đêm ngay tức thì tách thả ra hồng quang. Huyết nguyệt che khuất bầu trời. Vô số phù văn trên không trung bình phong che chở trung lưu động. Đồng thời, sát lục chi địa bốn cánh cửa đồng loạt khép kín. Có chút mới vừa bước vào sát lục chi địa người tu luyện lại là trực tiếp hóa là xương máu. Giờ khắc này, sát lục chi địa chính là một tòa chết thành. Làm xong hết thảy các thứ này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang khắp phân tiêu. Tìm tòi lần toàn trường bất kỳ xó xỉnh nào, không tiếc hết thảy cũng phải tìm ra Diệp Thí Thiên tung tích. Mà giờ khắc này Diệp Thần tự nhiên phát hiện dị biến. Hắn vốn dự định rời đi, lại không nghĩ rằng sát lục chi địa trực tiếp phong tỏa. Không có bất kỳ lối ra. Mấu chốt cái này không phải là đơn giản trận pháp, mà là một tòa thượng cổ huyết trận. Lấy vạn người máu khép kín khắp thành. Ra tay thật lớn. Vậy đỉnh đầu huyết nguyệt càng giống như là một đôi mắt, ngưng mắt nhìn hết thảy. Đáng chết. Diệp Thần vốn là chuẩn bị hướng Ôn Thi Thi khách sạn đi, nhưng phát hiện sau lưng có mấy đạo hơi thở cuồng bạo cuốn tới. Mình một khi tiến vào khách sạn, chỉ cho hai người mang đi không ngông tai ương. Không do dự nữa, hắn chỉ có thể liều mạng huyết chiến. Ngay tại lúc này, một đạo thơm mát truyền tới, một cái mảnh khảnh tay lại là bắt được Diệp Thần tay. Diệp tiên sinh, mời theo ta tới. Gió lớn cuốn lên, Diệp Thần ngay tức thì bị một cổ lực lượng lôi kéo, hướng một phương hướng đi. Cách đó không xa chính là mới vừa rồi mua thuốc dược phòng. Mà giờ khắc này kéo hắn chính là Lạc Giao. Mấu chốt hắn căn bản không biết Lạc Giao tại sao phải cứu mình. Một khi bị sát chủ phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này không khác nào đem mình đẩy vào trong hố lửa sao.
Ngay tại Diệp Thần và Lạc Giao rời đi không bao lâu, hai cái ông cụ gầy đét dẫn đầu xuất hiện. Cái này hai người chính là sát chủ bên người hộ pháp. Cũng là trừ sát chủ trở ra, mạnh nhất hai người. Hai vị hộ pháp nhìn lướt qua chung quanh, còn người híp lại, người mới vừa rồi rõ ràng liền ở chỗ này, làm sao đột nhiên biến mất. Tìm tòi, bất kỳ một người nào địa phương đều không thể rơi xuống. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là bị Lạc Giao mang tới một nơi tràn đầy màu hồng gian phòng. Gian phòng có đạo đạo thơm mát. Rất hiển nhiên là khuê phòng của thiếu nữ. Lạc tiểu thư, người dẫn ta tới nơi này là làm gì? Diệp Thần nói. Lạc Giao cởi áo khoác ra, lần nữa lộ ra vảy kiện màu đen áo ba lỗ. Ngược lại không phải là cám dỗ, mà là nàng bản thân liền không thích trói buộc. Áo ba lỗ vừa đúng lúc. Lạc Giao cho Diệp Thần rót một ly trà, cánh tay chấn động một cái, chân khí ghé vào ly trà trên, trực tiếp bay ra ngoài, bị Diệp Thần vững vàng tiếp lấy. Diệp tiên sinh chẳng lẽ không phải cảm ơn ta, người mạnh sông Hồng Đào phủ đệ, lại là giả mạo Diệp Thí Thiên, đây chính là đi trên hỏng súng đụng, nếu như bị lão già kia bên người hộ pháp phát hiện, người có thể liền chết tư cách cũng không có. Lạc Giao có nhiều thú vị nói. Hắn để cho Khâu lão một mực đi theo Diệp Thần. Nhưng là lại không có tiến vào Hồng Đào phủ đệ. Nhưng là mơ hồ bây giờ nhưng là nghe nói Diệp Thí Thiên qua lại. Bọn họ tự nhiên thời gian đầu tiên đem Diệp Thí Thiên và Diệp Thần liên hệ. Bất quá Lạc Giao không hề cho rằng Diệp Thần chính là Diệp Thí Thiên, trước không nói mặt mũi cũng không giống nhau, mấu chốt mới vừa rồi ở đó hai ông cụ hạ xuống, cực kỳ nguy hiểm lúc đó, hắn phát hiện Diệp Thần trên người tu vi vẫn là siêu phàm cảnh. Rất hiển nhiên. Siêu phàm cảnh chính là Diệp Thần chân chính thực lực. Còn như Diệp Thần tại sao phải giả mạo Diệp Thí Thiên, rất hiển nhiên là Diệp Thí Thiên cố ý như thế an bài, dùng để mê muội sát chủ. Một chiêu này dương đông kích tây đủ để cho sát chủ lòng đại loạn. Đây càng có thể giải thích Diệp Thần tại sao phải muốn những dược liệu này. Diệp Thần nghe được Lạc Giao nói tiếng nói con ngươi co giúp một cái, hắn vốn còn muốn giải thích, nếu đối phương nói mình giả mạo, vậy thì tốt nhất. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Lạc Giao lại nói, ta thật là tò mò, Diệp Thí Thiên tại sao phải yên tâm một mình ngươi tới? Chẳng lẽ hắn có kế hoạch gì? Ngươi hôm nay đan phương chẳng lẽ cũng là kế hoạch một số? Diệp Thần tương kế tự kế, lắc đầu một cái, ta chỉ bất quá thu Diệp Thí Thiên chỗ tốt mà thôi, còn như cụ thể là chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Lạc Giao hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, nói chỗ này coi như an toàn. Những người đó hẳn sẽ không nghĩ đến tìm tòi nơi này, chờ tình thế sau này, ta liền đưa ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần lúc này thật sự có chút bối rối, hai người dù chưa gặp mặt, cái này Lạc Giao lại có thể như vậy tận tâm tận lực giúp mình. Lạc tiểu thư, người hẳn rất rõ ràng giúp ta giá phải trả, một khi bị phát hiện, có thể liền mạng mình đều không cách nào giữ được. Vẫn là nói, trên người ta có thứ ngươi muốn. Lạc Giao cười một tiếng. Ngực vật theo áo ba lỗ không ngừng run rẩy, vĩ đại đến mức tận cùng. Diệp tiên sinh, nếu ngươi đem lời đã nói đến nơi này, ta cũng không nói nhảm, ta giúp ngươi, ngươi có thể làm là một cái ân huệ. Dĩ nhiên nhân tình này ngươi có thể còn, cũng có thể không trả, ngươi như muốn còn, ta chỉ có một yêu cầu. Cái gì? Diệp Thần cau mày nói. Lạc Giao năm ngón tay mở một cái, một khối ngọc bội bay đến bàn tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng ném đi, trực tiếp vứt xuống Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn lướt qua, ngay tức thì phát hiện một tia cảm giác quen thuộc. Ngọc bội này và phong tiền bối vậy cái ngọc bội thân thể to lớn nhất trí, chỉ bất quá chất lượng hơn nữ hoàn mỹ. Thậm chí mang một tia cao quý. Đan hư tháp. Diệp tiên sinh, tiểu nữ hy vọng ngươi gia nhập đan hư tháp, cũng hoặc là nói gia nhập chúng ta Lạc Gia. Lạc Giao gần từng chữ. Trong mắt của nàng mang khẳng định, thậm chí còn có một tia tha thiết. Gia tộc của nàng cực kỳ cần Diệp Thần nhân vật như vậy. Hơn nữa lấy Diệp Thần thiên phú, rất có thể thành là phá hỏng đan hư tháp duy trì ngàn năm ghi chép người thứ nhất. Nàng đang đánh cuộc mình vận mệnh. Diệp tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập gia tộc ta, ta bảo đảm, ta sẽ cho ngươi hết thảy ngươi muốn có được đồ. Tu vi, võ đạo, quyền lợi, kim tiền. Người phụ nữ, hết thảy gia tộc ta cũng sẽ cho ngươi. Còn có một chút, Diệp tiên sinh có thể không biết, ta
ta Lạc gia ở toàn bộ Côn Lôn hư cũng nhất định có quyền phát biểu, chúng ta thậm chí và một ít cao cấp tông môn có liên lạc. Nói như thế hơn, Lạc Dao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần diễn cảm. Ở nàng nhìn lại, người bình thường đều không cách nào cự tuyệt cái này làm cho người hâm mộ điều kiện. Nhưng là Diệp Thần lại cười cười, lắc đầu một cái, Lạc tiểu thư, ngại quá, ta sẽ không gia nhập bất kỳ gia tộc nào, đây là ta thói quen. Còn nữa, Lạc tiểu thư, cảm ơn người ý tốt. Nói xong, Diệp Thần liền dự định rời đi. Còn không có bước ra mấy bước, từng đạo huyên náo thanh âm truyền tới. Có người cưỡng ép tiến vào. Mà ngoài cửa lại là vội vội vàng vàng xuất hiện một cái ông già. Tiểu thư, vậy hai vị hộ pháp muốn cưỡng ép tìm kiếm nơi này, ta phỏng đoán chống đỡ không được quá lâu. Còn nữa, đến lúc đó sát chủ có thể cũng tới. Bởi vì chung quanh bọn họ tất cả đều tìm kiếm qua, duy chỉ có nơi này. Nếu như tên kia phát hiện tiểu thư đem người trốn ở chỗ này, đến lúc đó dưới cơn nóng giận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói xong, ông già liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn biện pháp kéo những người đó. Lạc tiểu thư, quấy rầy. Diệp Thần vừa định đi mở cửa, hắn không muốn phiền toái người khác, đột nhiên, đụng. Một tiếng, vang lớn ầm ầm lên. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt một hồi khí ba dạo rực. Cường giả hạ xuống. Hắn vừa định sử dụng Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, Lạc Dao kéo lại Diệp Thần, càng đối với Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, tiểu nữ có lòng một kế. Xin Diệp tiên sinh phối hợp, trước cởi hết quần áo. Ừ, Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng, nhưng là phát hiện trên người quần áo trực tiếp bị vỡ ra tới. Lạc Dao khi thấy Diệp Thần vậy khỏe mạnh vóc người, con người hơi thất thần chốc lát. Một giây kế tiếp, trực tiếp đem Diệp Thần tấn công ngã lên giường. Đồng thời, nàng vậy trên người màu đen áo ba lỗ trực tiếp cởi xuống. Đối với trắng như tuyết vật bại lộ ở trước mắt, Diệp Thần có chút bối rối. Cái này Lạc Dao rốt cuộc đang làm gì? Đây là muốn đẩy tự té. Mấu chốt có cần phải như vậy sao? Lạc Dao trong mắt có một tia kiên quyết, hành động này nhìn như xung động, nhưng là duy nhất cứu chính nàng biện pháp. Nàng không phải ở cứu Diệp Thần, mà là ở tự cứu. Nàng rời đi Đan Hư Tháp nhiều năm như vậy, núp ở nơi đây là có nguyên do. Mà Diệp Thần xuất hiện, chính là nàng lớn nhất cơ hội. Bất kể như thế nào, dù là hy sinh bất cứ giá nào, cũng không thể để cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Lạc Dao trực tiếp nằm ở Diệp Thần ngực, thân thể mềm mại thêm ấm áp. Vậy mềm mại hai luồng đồ chỉ như vậy dán chặt. Diệp Thần hô hấp có chút gấp rút, hắn có chút rõ ràng Lạc Dao ý. Mấu chốt cái này nha đầu còn như liều mạng như vậy mệnh sao? Cũng hoặc là nói cái này căn bản là mỹ nhân kế. Hắn không nghĩ nhiều nữa, vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, tâm vô tạp niệm. Ừ tương đương, thật vất vả tính hạ tâm lai, nhưng phát hiện Lạc Dao lại phát ra từng đạo rên rỉ. Cái này rên rỉ tê dại tới cực điểm. Mấu chốt vậy thân thể mềm mại lại đang trên người mình động. Thậm chí ma sát hạ thân mấu chốt vật. Một tia nóng như lửa cảm giác ngay tức thì chiếm đoạt Diệp Thần. Mà giờ khắc này, bên ngoài lại là truyền đến Khâu lão thanh âm, hai vị đại nhân, nhà ta tiểu thư đã nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể đánh khuấy à. Hừ, cút ngay, đây là sát chủ mệnh lệnh, dù là tiểu thư nhà ngươi đến từ Đan Hư Tháp cũng giống vậy. Một giây kế tiếp, đụng, một tiếng vang thật lớn, cửa trực tiếp bị hai vị sát chủ hộ pháp đẩy ra. Vậy hai vị hộ pháp vừa định bước vào, tự nhiên nghe được cô bé tiếng rên rỉ. Đồng thời, các nàng còn chú ý tới đối với trai gái đang ở trên giường, lớn bị bọc. Chăn không ngừng động, rất hiển nhiên thành thạo chuyện nam nữ. Hai người liền vội vàng xoay người, trên mặt có chút mất tự nhiên. Mà vậy Khâu lão nhưng là sắc mặt đại biến. Tiểu thư nhưng mà cành vàng lá ngọc à, làm sao lại có thể vào vậy Diệp Thần làm như vậy chuyện à? Nguy rồi à, to gan, các ngươi là ai, lại dám xông ta Lạc Dao gian phòng, tìm không chết được. Lạc Dao dừng động tác lại, nằm ở Diệp Thần trên mình, có chăn che lại, nàng ngược lại là không có phát giác được có gì không ổn. Nàng thanh âm lạnh như băng, tú vươn tay ra chăn, mấy chuôi phi đao trực tiếp bắn ra. Còn không cho ta lăn ra ngoài, còn nữa, mỗi người lưu lại một con mắt, nếu như không phục,
để cho các ngươi người sau lưng tới gặp ta. Ta ngược lại là phải xem là các ngươi người sau lưng lợi hại, vẫn là ta Côn Lôn Hư Lạc gia lợi hại. Nghe được Côn Lôn Hư Lạc gia, hai người con ngươi đồng loạt co rúm một cái. Bọn họ chỉ bất quá biết người ở bên trong và Đan Hư Tháp có liên quan, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vẫn cùng Lạc gia có liên lạc à. Chẳng lẽ người phụ nữ này chính là Côn Lôn Hư Lạc gia biến mất mấy năm vị kia đại tiểu thư? Nếu quả thật là như vậy, vậy nhất định phải chết. Sát chủ có lẽ có tư cách lục soát, nhưng là hắn hai người chúng ta tuyệt đối không có tư cách à. Lạc tiểu thư, chúng ta không biết là ngài, còn xin bớt giận. Lạc Giao hừ lạnh một tiếng, tốt một câu bớt giận. Người có biết ta danh tiếng trọng yếu bực nào, ta lặp lại lần nữa, mỗi người lưu lại một con mắt. Nếu không, ta chỉ có thể để cho Lạc gia tự mình đi tìm các ngươi người sau lưng. Lạnh như băng hàn tiếng nói vang khắp. Lạc tiểu thư, xin không muốn dính dấp đến sát chủ, chúng ta tự đi lưu lại một con mắt. Vậy hai vị hộ pháp nhìn nhau, không do dự nữa, chỉ một cái trực tiếp hướng mình một con mắt đi. Hai vị hộ pháp căn bản không có lựa chọn à. Côn Lôn Hư Lạc gia lấy đan đạo vi tôn, vô số cường giả cũng sẽ xin Lạc gia luyện chế đan dược. Rất nhiều hơn cổ đan dược lại là xuất từ Lạc gia tay. Một khi Lạc gia tức giận, như vậy cũng tốt so con bướm hiệu quả, sẽ làm cho cả Côn Lôn Hư cũng ra việc lớn à. Đến lúc đó không cần Lạc gia ra tay, những cường giả kia và tông môn tự nhiên sẽ ra tay. Sát chủ vậy không nhất định chịu nổi. Phốc suy, hai ngón tay trực tiếp đâm vào bọn họ mắt phải. Máu tươi ngay tức thì tràn ra, cường đại đau đớn lại để cho bọn họ không phát ra được một chút thanh âm. Bọn họ chỉ có thể yên lặng đem thống khổ nuốt vào. Ít đi một con mắt cố nhiên còn có cơ hội, nếu như mất mạng, vậy thì hết thảy kết thúc à. Lạc tiểu thư, chúng ta đã hủy đi một con mắt, xin Lạc tiểu thư không cần nói chuyện này phóng đại. Một cái hộ pháp mở miệng cầu xin tha thứ. Lạc Giao dán chặt Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng, xin lỗi, các ngươi thật giống như hiểu sai ta ý, ta nói rất rõ ràng, là lưu lại một con mắt, mà không phải là hủy diệt một con mắt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người đại biến. Bọn họ rất rõ ràng Lạc Giao quả thật nói đúng lưu lại một con mắt, nhưng là hủy diệt một con mắt, không phải kém không nhiều sao. Ai có thể nghĩ tới nữ nhân này lại chuyển sừng trâu nhọn? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn lưu lại một con mắt mới được? Nữ nhân này, muốn chính là bọn họ cặp mắt. Bọn họ hận không được khạc ra một ngụm máu tươi, nhưng có chút cưỡi hổ khó xuống. Nếu như hủy diệt cặp mắt, đối với bọn họ thực lực có vô cùng ảnh hưởng lớn. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là phục trên thân thể người phụ nữ này, quả nhiên thà đắc tội tiểu nhân vậy không thể đắc tội người phụ nữ à? Bất quá hắn trong lòng càng phần nhiều là tò mò, Côn Lôn Hư Lạc gia. Vì sao hắn từ chưa có nghe nói qua, nhưng là xem hai người kia tự tàn hành vi, rất hiển nhiên là bị hoàn toàn chấn nhiếp. Côn Lôn Hư Lạc gia tuyệt không bình thường. Thậm chí liền hai người sau lưng sát chủ vậy phải kiêng kỵ. Nếu Lạc gia như thế lợi hại, tại sao Lạc gia nhất định phải lựa chọn mình? Ngay tại gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đang lúc. Một giọng nói nhưng là từ xa xôi chi địa truyền tới. Lạc tiểu thư, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, thả qua ta hai người thủ hạ, cái này hai người cũng coi là ta mở ra núi sông công thần, nếu như hủy đi cặp mắt, vậy thì không có giá trị lợi dụng. Đột nhiên xông vào, bọn họ tự nhiên có trách nhiệm, nhưng là vô tâm. Như vậy đi, ta lấy vật này còn cái này ánh mắt của hai người như thế nào? Một giây kế tiếp. Một tôn đan đỉnh vững vàng rơi ở ngoài cửa. Đan đỉnh chạm được mặt đất, một cổ vô hình chân khí lại là dạo dược chạy đi. Còn chưa luyện đan, lại có một tia dược khí xông vào mũi. Đan đỉnh trên đường vân phong cách cổ xưa, tựa như đến từ mãi mãi. Đây là một tôn thượng cổ đan đỉnh, bảo vật vô giá. Lạc Giao hô hấp có chút gấp rút, nhưng là từ nguyên tắc, nàng vốn muốn cự tuyệt, ngoài cửa lại là một giọng nói vang khắp. Nếu như Lạc tiểu thư không hài lòng, vậy ta chỉ có thể tự mình và Lạc tiểu thư đi Lạc gia tới cửa bồi tội, hy vọng Lạc gia sẽ nguyện ý tiếp nhận ta nói xin lỗi. Lời nói mặc dù nhìn như thỏa hiệp, nhưng là lại để cho Lạc Giao sắc mặt đại biến. Bây giờ nàng không thể nào biết Lạc gia. Vậy ngoài cửa sát chủ hiển nhiên là uy hiếp. Chó nóng này cũng sẽ nhảy tường.
nàng cũng không dám tiếp tục truy cứu, liền nói, đan đỉnh lưu lại, đóng cửa lại, để cho chó của ngươi lăn ra ngoài. Vĩnh cửu không thể bước vào nơi này. Đó là tự nhiên, đi. Sát chủ thanh âm rơi xuống, vậy hai vị hộ pháp nhìn nhau, ngay tức thì biến mất. Cửa cũng là hoàn toàn đóng lại. Rất nhanh bên ngoài chỉ còn lại Khâu lão một người. Khâu lão nhìn một cái bên trong nhà ánh đèn, vừa nghĩ tới mới vừa rồi hình ảnh, trong lòng phiền não hết sức. Chuyện này nếu là bị Lạc gia biết, không chỉ tiểu thư phải ra chuyện, thằng nhóc này Diệp Thần hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ à. Hoang đường, quá hoang đường. Tiểu thư, có phải hay không? Khâu lão suy tính hồi lâu, mới vừa muốn mở miệng, bên trong nhà truyền tới một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Khâu lão, người vậy lui ra, không phải nhường người bất kỳ quấy rầy. Được rồi. Bên trong nhà, Lạc Giao thật dài thở ra một hơi, cuối cùng là đem người khuyên đi. Nàng từ Diệp Thần trên mình đứng lên, hai chân tựa như quỳ ngồi ở Diệp Thần trên mình. Rất là mập mờ. Chăn vậy hoàn toàn rơi trên mặt đất. Đột nhiên, nàng ý thức được cái gì, xem hướng mình ngực. Trống trơn như vậy. Lại nhìn về phía Diệp Thần. Bốn mắt nhìn nhau ngay tức thì, nàng gương mặt tái nhợt ngay tức thì xuất hiện một tia đỏ ửng. Đây là nàng lần đầu tiên và một người đàn ông thẳng thắn đối đãi. Mặc dù nửa mình dưới quần ăn mặc, nhưng là nói thế nào đi nữa, mình thân thể đã bị đối phương thấy hết. Không chỉ như vậy, nàng còn có thể cảm giác được mình dưới người bị một cây dạng gì đồ chĩa vào. Nàng dĩ nhiên là vật gì? Năm ngón tay một chảo. Màu đen áo ba lỗ liền xuất hiện ở lòng bàn tay, trực tiếp mặc lên. Đồng thời, nàng muốn rời khỏi, nhưng lại cảm thấy thân thể rất là mềm mại, hoàn toàn khiến cho không được quá nhiều sức lực. Thật vất vả, di chuyển cái mông đi tới mép giường, nàng đưa lưng về phía Diệp Thần, mở miệng nói, Diệp Thần, chuyện hôm nay. Ngươi không cho phép và người bất kỳ nói tới. Còn nữa, ngươi thấy hết người ta. Ta Lạc Giao không thể nào sẽ cùng bất kỳ người đàn ông có dây dưa dễ má, cho nên ngươi phải phụ trách. Còn như làm sao phụ trách, đó chính là ở rể ta Lạc gia. Diệp Thần thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra, từ đầu tới cuối, hắn đều là người bị hại đi. Làm sao biến thành hắn phụ trách? Còn ở rể, đùa gì thế? Diệp Thần đứng lên, nhìn Lạc Giao, gằn từng chữ, hôm nay chuyện này, ta quả thật muốn cảm ơn ngươi. Phần ân tình này ta sẽ nhớ, nhưng là ở rể căn bản không có thể, đừng nói là ngươi Lạc gia, cho dù là Côn Lôn hư đệ nhất gia tộc cũng không có tư cách để cho ta ở rể. Còn nữa, chúng ta mới biết, ngươi chưa thấy được hết thảy quá mức qua loa. Cho nên, ta cự tuyệt. Lạc Giao nghe được Diệp Thần cự tuyệt dứt khoát như vậy, trong lòng có chút nổi nóng. Vốn cho là như vậy đánh bạc đi, liền có thể để cho Diệp Thần đáp ứng hết thảy, bây giờ nhìn lại. Tên này căn bản là dầu gạo không vào. Nàng lần này là tiền mất tật mang. Bao nhiêu người muốn cậy thế Côn Lôn hư Lạc gia, cái này Diệp Thần lại chút nào không quý trọng. Hắn chẳng lẽ không biết điều này có thể để cho hắn một bước lên trời. Diệp Thần, nếu ngươi cự tuyệt, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta. Lạc Giao mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nói. Chỉ cần không thái quá phút, ta sẽ đáp ứng, liền làm còn ngươi nhân tình này. Lạc Giao nghe được Diệp Thần bảo đảm, trong mắt lóe lên ánh sáng, kích động nói, ta hy vọng ngươi có thể theo ta đi một chuyến đan hư tháp. Ta muốn ngươi có thể đi phía trên giúp ta cầm một kiểu đồ. Vật này đối với ta lại nói quá trọng yếu. Bắt được vật này, chúng ta liền thanh toán xong, như thế nào? Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là gật đầu, ta sẽ cân nhắc. Nhưng là hết thảy các thứ này muốn chờ ta xử lý xong một ít chuyện sau đó, qua ít ngày nữa, ta còn muốn tham gia. Thôi, và ngươi nói, ngươi vậy sẽ không hiểu. Lạc Giao con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Thần, ngươi nhưng là phải tham gia vậy tông môn thiên tài đại chiến. Theo ta nói biết, đây chính là võ đạo tông môn sự việc, đúng rồi, còn không biết ngươi sau lưng là cái nào đại tông. Ta cũng thật là tò mò, dạng gì tông môn có thể đào tạo được ngươi như vậy tồn tại. Diệp Thần do dự mấy giây, nhàn nhạt nói, y thần môn. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Lạc Giao nghe được y thần môn cái này ba chữ, linh động con người thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thật lâu không cách nào khôi phục.
Ở nàng suy đoán trong, Diệp Thần cố nhiên và Diệp Thí Thiên có chút liên lạc, nhưng là hẳn không phải là quá mức chặt chẽ. Nếu không Diệp Thí Thiên cũng sẽ không để cho Diệp Thần một người tới sát lục chi địa. Lúc này tới nơi này, không thể nghi ngờ là chịu chết. Diệp Thí Thiên hẳn là đem Diệp Thần coi thành nào đó công cụ mà thôi. Về phần tại sao làm như vậy, nàng không biết, nhưng là tuyệt đối có duyên phận do. Dẫu sao giống như Diệp Thí Thiên loại này hung ác, khăng khăng, giết hại cường giả, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể. Còn như Diệp Thần sau lưng tông môn, nàng cho là nên là Côn Lôn hư cao cấp tông môn. Lấy luyện đan vi tôn. Cũng hoặc giả nói là những cái kia lánh đời thế lực. Diệp Thần rời đi cái thế lực này, nhưng không giải thích được biết Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên có võ lực mạnh mẽ, chí ít mới có thể bảo vệ được Diệp Thần một đoạn thời gian. Hai người có sở cầu. Diệp Thí Thiên để cho Diệp Thần lấy thuốc tài, luyện chế đan dược, cái này có thể để cho hắn hoa càng nhiều tinh lực hơn đang tu luyện trên. Mà Diệp Thần chính là mượn Diệp Thí Thiên sống thật khỏe. Lạc Giao đối với mình suy đoán rất tự tin, nhưng là cũng không biết, lần này gặp phải Diệp Thần, là nàng suy nghĩ quá nhiều. Người bình thường có thể phản ứng đầu tiên chính là phát hiện Diệp Thí Thiên và Diệp Thần là cùng một người. Mà nàng nhưng là cưỡng ép để cho hết thảy giải thích hơn nữa phức tạp, ở nàng trong lòng, đây mới là Diệp Thí Thiên phong cách. Giờ phút này, nàng duy nhất nghi ngờ chính là Diệp Thần lại đến từ Y Thần Môn. Cái này cái rác dưới tông môn. Thậm chí liền võ đạo tông môn cũng không tính tồn tại. Y Thần Môn có thể bồi dưỡng được loại thiên phú này cấp bậc đan sư. Mấu chốt Diệp Thần lại vẫn muốn đại biểu Y Thần Môn tham gia cái đó Côn Lôn hư thịnh thế. Điên rồi phải không? Bất quá Diệp Thần đến từ Y Thần Môn, có một việc có thể xác định, Diệp Thí Thiên tới sát lục chi địa cứu đoạn Hoài An, chính là bởi vì Diệp Thần. Hai người bây giờ tất nhiên có nào đó giao dịch. Diệp tiên sinh, người thật đến từ Y Thần Môn, còn muốn đại biểu cái này tông môn tham gia vậy trận thỉnh thế. Lạc Giao hoài nghi nói. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn vốn cho là Lạc Giao ở sát lục chi địa nhiều năm như vậy. Không biết Côn Lôn hư sự việc, bây giờ nhìn lại đối phương xa so mình còn phải rõ ràng. Lạc Giao gặp Diệp Thần khẳng định ánh mắt, hoàn toàn chắc chắn, sau đó liền nói, Diệp tiên sinh, chúng ta bây giờ hẳn coi là bằng hữu đi. Coi là, nếu coi là bằng hữu, hy vọng Diệp tiên sinh nghe Lạc Giao khuyên một câu, Diệp tiên sinh thiên phú hoàn toàn ở luyện đan trên, ngươi và vậy Diệp Thí Thiên không cùng, so với đan đạo, tên kia ở võ đạo trong tu luyện có thể còn có thành tựu. Nhưng là Diệp tiên sinh chính là đan đạo mà sống, nếu như Diệp tiên sinh muốn ở Côn Lôn hư có nói chuyện tư cách, hoàn toàn không cần phải tu tập võ đạo, làm ngươi đan đạo thông thần, vô số cường giả tất nhiên kính sợ ngươi. Mới vừa rồi vậy hai vị hộ pháp chính là ví dụ tốt nhất, bọn họ không phải sợ ta, mà là sợ sau lưng ta đan đạo gia tộc. Những lời này đối với Diệp Thần mà nói, quả thật như vậy. Nhưng là đan đạo đối với hắn mà nói chẳng qua là phụ trợ mà thôi, hắn truy tìm là võ đạo cùng với y đạo. 5 năm trước, mình còn không có đạp lên lôi đài liền bị người đá ra lôi đài, càng làm cho toàn bộ Côn Lôn hư đều biết Y Thần Môn ra một cái phàm căn phế vật, phần này sỉ nhục, hắn nhất định muốn đích thân trả lại. Huống chi lần này thiên tài cuộc chiến đối với Diệp Thần mà nói rất mấu chốt, hắn không chỉ muốn cho Diệp Thần danh tự này vang khắp Côn Lôn hư. Lại là phải mang Y Thần Môn bước vào cao cấp tông môn bước đầu tiên. Không người nào có thể ngăn trở. Lạc tiểu thư, người ý tốt ta tâm lĩnh, chuyện này vẫn cùng ta ân oán cá nhân có liên quan, ta phải đi, Diệp Thần nói. Lạc Giao biết lời khuyên của mình không có dùng, chỉ có thể thở dài một hơi, nói, nếu Diệp tiên sinh đã cố ý như vậy, tiểu nữ tử kia cũng không khuyên, đến lúc đó tiểu nữ sẽ mang gia tộc người tới là Diệp tiên sinh cố gắng lên. Còn nữa, thời gian đã muộn, Diệp tiên sinh không ngại ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, sáng sớm ngày mai ta tự mình mang Diệp tiên sinh đi ra ngoài, đến lúc đó sẽ không có người dám ngăn trở. Cũng tốt, Diệp Thần đáp ứng. Đồng thời, hắn để cho Lạc Giao phái người đi cho Ôn Thi Thi 2 tỷ muội đưa đi một phong thơ kiện, để cho hai người ngày mai ở sát lục chi địa cửa chờ đợi, 3 người cùng đi ra ngoài. Cái này sát lục chi địa sau này chỉ biết nguy hiểm hơn. Hai nữ ở lại chỗ này một ngày nào đó sẽ bại lộ. Phải lập tức mang các nàng rời đi. Một đêm yên lặng. Cái này một đêm,
Toàn bộ sát lục chi địa các ngõ ngách đều bị tìm kiếm, nhưng là vẫn không có Diệp Thí Thiên tin tức. Diệp Thí Thiên tựa như nhân gian bốc hơi vậy. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng. Một tòa kiểu Trung Hoa vườn hoa đình viện bên trong. Sát chủ chắp hai tay sau lưng, nghe thủ hạ không ngừng tin tức truyền đến. Hắn một đêm chưa ngủ, thậm chí liền tu luyện cũng không có tu luyện, chính là hy vọng có thể có Diệp Thí Thiên tin tức. Nhưng là ước chừng một đêm, lật lần toàn bộ sát lục chi địa vẫn là không có kết quả. Đụng! Sát chủ con ngươi lạnh lẽo, không khí chung quanh ngay tức thì băng hàn xuống. Một đám phế vật, lại có thể liền một người cũng không tìm được. Chẳng lẽ cái này Diệp Thí Thiên còn có thể biến dạng không gian không được? Tức giận tiếng phóng thích mở, sóng âm lực để cho trong viện tử mấy người ngũ tạng lục phủ cũng bị thương tổn. Một cái trong đó tu vi hơi thấp thủ hạ lại là tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Sát chủ bớt giận. Một cái trong đó hộ pháp lại là đứng dậy, bởi vì chỉ còn lại một con mắt, lộ vẻ được có chút dữ tợn. Sát chủ, người nói cái này Diệp Thí Thiên có thể hay không dùng một ít bí pháp đã rời đi sát lục chi địa. Sát chủ nghe được câu này, hừ lạnh một tiếng, không thể nào. Ta dùng thuật pháp đem chỗ tòa này sát lục chi địa hoàn toàn phong ấn, đừng nói là hắn, cho dù là một con muỗi cũng đừng nghĩ rời đi. Trừ phi cái này Diệp Thí Thiên là Côn Lôn hư vậy loại truyền thuyết cấp cường giả khác, vẫy tay bây giờ phá vỡ không gian, nếu không tuyệt không thể nào. Độc mắt hộ pháp rơi vào trầm tư, hồi lâu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, sát chủ, vậy Diệp Thí Thiên nếu như vẫn còn ở sát lục chi địa, không thể nào né tránh tất cả mọi người tai mắt, thậm chí có thể sẽ có người chúng ta xảy ra chuyện, nhưng là cho tới bây giờ, người chúng ta không có một cái mất tích. Người nói có thể hay không có đại năng tự mình mang Diệp Thí Thiên rời đi. Dẫu sao hắn như vậy trẻ tuổi thì có loại này thực lực. Lại dám ở nơi này cái đặc biệt thời gian bước vào Hồng Đào phủ đệ, người này lực lượng sau lưng tuyệt không đơn giản. Cái này thậm chí có thể là Diệp Thí Thiên vậy cuồng ngạo tư cách. Vạn nhất hắn đứng phía sau thế lực cao cấp, vậy chúng ta lại ba lần chọc giận, sẽ làm phản hay không còn đối với sát chủ bất lợi. Nghe được câu này, sát chủ một bước ra, bót một cái tát không chút lưu tình vỗ vào cái đó nói chuyện hộ pháp gò má trên. Vậy hộ pháp tại chỗ như diều đứt dây vậy bay ra ngoài. Ngươi là đang chất vấn ta. Dù là vậy Diệp Thí Thiên đứng sau lưng thế lực cao cấp, vậy thì như thế nào? Hắn động người ta, dù là chạy tới chân trời góc biển, ta cũng biết để cho hắn quỳ xuống ta trước người. Độc mắt hộ pháp biết rõ mình chọc giận sát chủ, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, sát chủ bớt giận, tiểu nhân chẳng qua là suy đoán mà thôi. Dẫu sao cái này Diệp Thí Thiên vấn đề thực sự quá lớn. Sát chủ nhìn lướt qua cái đó hộ pháp, nói thẳng, bắt đầu từ bây giờ, mỗi cửa vào hơn phái 10 vị cường giả bảo vệ. Người bất kỳ ra vào, đều phải nghiêm ngặt điều tra. Còn nữa, bắt đầu hướng sát lục chi địa vòng ngoài tìm kiếm. Một khi có bất kỳ tin tức, thời gian đầu tiên bẩm báo ta. Nếu như trong vòng một ngày lại không thấy được Diệp Thí Thiên, chính ngươi đem đầu lâu ngươi chặt xuống. Thả ở ngoài cửa. Vậy độc mắt hộ pháp nghe được cuối cùng những lời này, sắc mặt đại biến. Rất hiển nhiên, sát chủ đem hết thảy tức giận đổ cho hắn trên mình. Hắn mặc dù oan uổng, nhưng là cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào tìm được Diệp Thí Thiên. Đây là hắn duy nhất có thể sống được quyền lợi. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần và Lạc Giao các người đã tới một tòa khép kín cửa. Khép kín cửa bị mười mấy vị cường giả trấn thủ. Ở cách đó không xa, Diệp Thần gặp được Ôn Thi Thi và Ôn Đình Đình hai người. Hai người trên mặt hiển nhiên có chút chưa tỉnh hồn, khi thấy Diệp Thần, vội vàng tiểu chạy tới, đi tới Diệp Thần trước mặt, Diệp tiên sinh. Diệp Thần xuất hiện chỉ ít để cho hai người bọn họ vậy xách theo lòng để xuống. Tối ngày hôm qua không có phát sinh chuyện gì đi, Diệp Thần quan tâm nói. Hai nữ lắc đầu một cái. Diệp tiên sinh, chúng ta hết thảy an toàn, cái này còn phải cảm tạ Lạc Giao tiểu thư, tự mình phái người canh giữ ở chúng ta cửa, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới Lạc Giao lại vẫn làm ngón này, cảm kích nhìn một cái Lạc Giao. Lạc Giao gật đầu một cái, nhắc nhở, vì để đạt được an toàn, Diệp tiên sinh ngươi lại thay đổi một chút dung nhan. Diệp Thần gật đầu một cái, vận dụng mấy cây ngân châm. Ngay tức thì biến thành một cái thanh tú người đàn ông. Gương mặt trắng nõn,
tựa như yếu không khỏi gió. Lạc Giao hài lòng nhìn một cái Diệp Thần dáng vẻ, rồi sau đó cũng không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp hướng phòng ấn cửa đi. Giữ cửa mười mấy vị trong cường giả, có một vị chính là hôm qua xông vào khuê phòng của nàng, lại là hủy diệt một con mắt hộ pháp. Vị kia hộ pháp khi thấy Lạc Giao xuất hiện ở nơi đây, con người có giúp một cái, bản muốn né tránh, lại truyền tới một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, người đây là chuẩn bị đi nơi nào. Vậy hộ pháp thân thể chấn động một cái, chợt xoay người cười một tiếng, Lạc tiểu thư, thật là đúng dịp. Lạc Giao hừ lạnh một tiếng, bây giờ có đúng lúc hay không ta không biết, tối ngày hôm qua ngươi xông vào ta gian phòng thời gian ngược lại là rất đúng dịp. Nghe được câu này, hộ pháp sắc mặt trắng bệch, do dự mấy giây, vẫn là nói, Lạc tiểu thư, hôm qua sự việc, sát chủ và ta cũng hướng ngài bồi tội qua, hôm nay ngươi đi tới nơi này, sẽ không còn dự định truy cứu trách nhiệm tiểu nhân đi. Lạc Giao lắc đầu một cái, ngươi yên tâm, thu vậy sát chủ đồ, ta tự nhiên không thể nào khó đi nữa là ngươi. Bất quá, hôm nay ta phải đi ra ngoài một chuyến, đem ngươi cái này phòng ấn cửa mở ra. Hộ pháp nghe được câu này, trực tiếp cự tuyệt nói, Lạc tiểu thư, chân thực ngại quá, sát chủ có lệnh, ở không có tìm được Diệp Thí Thiên trước, người bất kỳ đều không thể rời đi nơi đây. Lạc Giao một bước ra, trực tiếp lấy ra một khối ngọc bội, tức giận nói, lần này là Lạc gia để cho ta trở về, có chuyện quan trọng thương nghị. Trì hoãn, người phụ trách nổi sao? Lạc Giao gặp vậy hộ pháp vẫn là không có tránh ra ý nghĩa, nàng lạnh lùng nói, xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ ngày hôm qua mất đi một con mắt thống khổ, đối với ngươi mà nói còn chưa đủ. Lạnh như băng uy hiếp chỉ như vậy ở hộ pháp vang lên bên tai, hắn ngay tức thì có chút hơi khó. Sát chủ mệnh lệnh không thể trái, Lạc gia cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi. Lạc tiểu thư, đã như vậy, ta đi xin phép một chút sát chủ. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Nhưng là lời nói vừa dứt hạ, Lạc Giao liền ra lệnh, bây giờ cho ta mở ra. Ta không ngại nói cho ngươi, Lạc gia bây giờ đang tiếp gặp một vị cao cấp tông môn cường giả, hắn ở một trận đại chiến trong bị thương, đang cần một mặt cực kỳ dược liệu hiếm thấy. Dược liệu này chỉ có trên người ta mới có, ta đang muốn đưa vật này trở về, nếu như trì hoãn, vậy cường giả chết, ngươi có thể biết hậu quả. Đến lúc đó ngươi phải chịu là một cái côn lôn hư cao cấp tông môn, mấy ngàn vị cường giả lửa giận. Không biết sau lưng ngươi sát chủ và vị kia cao cấp tông môn có không chống lại năng lực. Lạc Giao từng bước ép sát, tựa như chiếm cứ chủ động, mà cái đó hộ pháp nhưng là đã hù được toàn thân ướt đẫm. Hắn không biết thật giả, nhưng là căn bản không có tư cách đi nghiệm chứng thật giả à. Ngươi bây giờ hơn do dự một giây đồng hồ, vậy cường giả sức sống liền mong manh mấy phần. Lạc Giao thúc giục, vị kia độc mắt hộ pháp chân thực không nhịn được, khẽ cắn răng, lấy ra một bản phù văn, ngón tay bắt pháp quyết, bước ra một giọt máu tươi. Phù văn cháy, sau lưng hắn phòng ấn cửa vậy hoàn toàn mở ra. Nếu Lạc tiểu thư gấp gáp như vậy ta trước hết cho đi, chờ một hồi trễ giờ thời điểm lại bẩm báo sát chủ. Lạc Giao không để ý đến, thời khắc này nàng tựa như chấp trưởng hết thảy, nàng nhìn một cái Diệp Thần và người phía sau. Cánh tay vung lên, chúng ta đi. Tranh thủ trước lúc trời tối chạy tới Lạc gia. Ngay tại Diệp Thần và Ôn Thi Thi các người chuẩn bị lúc rời đi, độc mắt hộ pháp sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, chẳng biết tại sao có một loại cảm giác quen thuộc. Nhất là vậy lãnh ngạo ánh mắt. Hắn không nói được, nhưng vẫn là đột nhiên mở miệng nói, thằng nhóc, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Lạc Giao mặt liền biến sắc, còn chưa chờ Diệp Thần nói chuyện. Chính là chắn Diệp Thần trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm độc mắt hộ pháp, xem ra ngày hôm qua dạy bảo còn chưa đủ. Ngày hôm qua ngươi phá hư hai chúng ta chuyện tốt, bây giờ lại còn không biết xấu hổ nói. Nếu như có bất kỳ lời đồn đại truyền đến gia tộc trong đi, phần này trách nhiệm đều do ngươi gánh vác. Độc mắt hộ pháp lúc này mới chợt hiểu, cái này thanh tú người đàn ông lại chính là cái đó và Lạc Giao được chuyện nam nữ người. Xem ra Lạc tiểu thư là định đem người này mang về gia tộc. Hắn trong lòng có chút ghen tị, cái này thanh tú người đàn ông tu vi không cao, nhưng bởi vì tiểu bạch kiểm dung mạo bay lên chi đầu đổi phượng hoàng. Một khi tiến vào Lạc gia, hắn thân phận sẽ đem vì vậy thay đổi. Nghĩ rõ ràng hết thảy, độc mắt hộ pháp vội vàng nói, Lạc tiểu thư bất giận, chuyện này ta nhất định giữ miệng giữ mồm. Tuyệt không la lên.
Hừ, đoàn người rất nhanh rời đi sát lục chi địa. Chờ đến bên ngoài, Diệp Thần liền và Lạc Giao mỗi người một ngã. Lạc tiểu thư, hôm nay tình, ta Diệp Thần sẽ nhớ, chờ xử lý xong sự việc, tự nhiên sẽ đi Đan Hư Tháp tìm Lạc tiểu thư. Diệp Thần chắp tay nói đừng. Lạc Giao cười một tiếng, rất có phong tình, Diệp tiên sinh, tạm biệt không cần, nói không chừng mấy ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại, ta còn trông cậy vào Diệp tiên sinh tại ngày đó mới cuộc chiến lên đánh đâu thắng đó đâu. Bất quá Diệp tiên sinh nhớ nhanh lên rời đi nơi này, vậy sát chủ cũng không phải là như vậy người dễ đối phó, phỏng đoán rất nhanh sẽ phát hiện trên người ta vấn đề. Được, cáo từ. Diệp Thần thổi một tiếng huýt sáo, ngay tức thì xuất hiện ba đầu cuồng sát hắc hổ. Hắn có thể điều khiển hắc hổ chi vương, cái này sát lục chi địa cuồng sát hắc hổ càng không cần phải nói. Ba đầu hổ đen thân thể nằm xuống, Diệp Thần và Ôn Gia tỉ muội trực tiếp leo lên, sau đó nhanh chóng hướng đoạn Hoài An hang núi đi. Diệp Thần có thể điều khiển hắc hổ chi vương, cái này sát lục chi địa cuồng sát hắc hổ càng không cần phải nói. Ba đầu hổ đen thân thể nằm xuống, Diệp Thần và Ôn Gia tỉ muội trực tiếp leo lên, sau đó nhanh chóng hướng đoạn Hoài An hang núi đi. Chờ Diệp Thần rời đi sau đó, Lạc Giao bên người Khâu lão vẫn mở miệng nói, tiểu thư, cái này Diệp Thần thật đáng ngươi làm những thứ này. Ngươi thậm chí còn không nhìn thấy tên này luyện đan, cứ như vậy khẳng định. Còn nữa, nếu như sát lục chi địa người đem chuyện này thọt đến Lạc Gia đi, đối với tiểu thư cục diện mà nói chỉ biết lại càng không lợi à. Bây giờ chúng ta liền sát lục chi địa cũng không ở nổi nữa, chúng ta lại nên đi nơi nào? Lạc Giao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần viễn đi phương hướng, lẩm bẩm nói, Khâu lão, ở đan đạo lên, ta so người bất kỳ đều biết, tên kia trên người có một loại vô cùng hắn cảm giác đặc thù, ta sẽ không sai. Còn như tiếp theo, chúng ta trở về Lạc Gia đi. Né nhiều năm như vậy, cũng nên đối mặt một lần, chân thực không được, trước hết đem cái này Diệp Thần nói ra, bỏ mặc gia tộc tin không tin, ít nhất có thể là chúng ta trì hoãn một ít thời gian. Khâu lão thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Cuồng sát hắc hổ tốc độ cực kỳ nhanh, mười mấy phút thời gian, Diệp Thần các người chính là chạy tới cửa hang. Hắc hổ chi vương gắt gao coi giữ cửa hang, kia sợ gặp Diệp Thần xuất hiện cũng là không nhúc nhích tí nào. Diệp Thần một bước bước ra, sờ một cái hắc hổ chi vương đầu lâu, khen ngợi nói, biểu hiện cũng không tệ lắm, trễ giờ khen thưởng ngươi một cây thịt hun khói. Ôn Thi Thi, Ôn Đình Đình. Diệp Thần đi thẳng tới bên trong, sư phụ giờ phút này đang tu luyện, mặc dù cách khai trừ kém không nhiều một ngày, nhưng là sư phụ trên người chân khí vẫn không có nhiều ít. Chớp mắt gian chính là tiêu tán. Sư phụ lắc đầu một cái, mở mắt ra, khi thấy Diệp Thần xuất hiện, vội vàng đứng lên, đồ nhi, người cuối cùng là trở về. Ta còn rất sợ ngươi ở nơi đó xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, rốt cuộc là chuyện gì để cho ngươi như vậy mạo hiểm. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, trực tiếp đem vậy hồng đào đan đỉnh sử dụng. Không chỉ như vậy, 100 hơn chủng hiếm hoi dược liệu cũng là toàn bộ cầm ra. Đoạn Hoài An nhìn trước mắt hết thảy càng phát ra hồ nghi, chẳng lẽ mình đồ nhi là dự định luyện đan. Coi như muốn mua dược liệu. Vậy không nhất định phải đi sát lục chi địa mua à? Ngay tại lúc này, Diệp Thần ném ra một câu trái bom nặng ký, sư phụ, người có bao giờ nghĩ tới, đan điền trọng tụ. Lời này vừa nói ra, đoạn Hoài An thân thể chấn động một cái. Hắn làm sao sẽ không muốn đan điền trọng tụ? Hắn là y thần môn trưởng môn, cũng coi là ở Côn Lôn Hư nắm giữ cao nhất y đạo một nhóm người, nhưng là chẳng biết tại sao. Hắn đối với đan điền bể tan tành căn bản không có một tia biện pháp. Vô số lần mắt thấy tu bổ thành công, mấy giây sau đó, lại sẽ vỡ vụn. Đạo tông tông chủ một kích kia, để cho hắn đan điền hủy hết. Lại là tuyên bố để cho hắn suốt đời không được bước vào võ đạo. Vậy đạo tông tông chủ lời nói tựa như một loại thần chú, không cách nào phá diệt. Đây là hắn trong lòng ác mộng. Để cho hắn vô số lần rơi vào tự ti và sa đọa. Càng làm cho hắn trở thành một cái không chịu nổi và không phụ trách sư phụ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử bị hổ thẹn, tông môn sa sút. Phần này đau tim và không giúp, ai lại có thể cảm nhận được. Hắn so người bất kỳ cũng muốn tu bổ đan điền, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, đây đối với hắn mà nói, chính là sa cầu.
hắn bình phục tâm tình, nhìn về phía Diệp Thần, Đồ Nhi, ta biết ngươi ý tốt, sợ rằng ngươi mạo hiểm đi sát lục chi địa chính là vì sư phụ đi, nhưng là cái này vấn đề, ta so người bất kỳ đều biết, không có khả năng. Vốn là cuộc đời ta hoặc giả là u tối, vô tri vô giác, nhưng là khi biết Đồ Nhi ngươi trở về, ta tựa như nặng nốt hy vọng, nhìn ngươi trưởng thành, đối với ta lại nói là đủ rồi. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ rơi, vội vàng nói, sư phụ, ngươi hãy tin tưởng ta một lần, ta có biện pháp tu bổ ngươi đan điền, vậy đạo tông tông chủ dùng tới cổ tà thuật phá hủy lại là phong ấn ngươi hết thảy, hôm nay ta liền đem vậy phong ấn hoàn toàn đánh vỡ. Ta Diệp Thần hôm nay ngược lại là phải và cái này tông tông chủ đấu một trận pháp. Thời khắc này Diệp Thần bộc phát ra cực mạnh tự tin, trong mắt khẳng định ngay tức thì để cho Đoạn Hoài An dao động. Hắn do dự mấy giây, lẩm bẩm nói thôi, chỉ cần Đồ Nhi vui vẻ, sư phụ liền làm một chút vật thí nghiệm. Đồ Nhi, muốn ta làm gì? Diệp Thần trực tiếp lấy ra mi tâm bất diệt lửa, nghiêm túc nói, sư phụ, mời vào nhập đan đỉnh. Đoạn Hoài An tròng mắt trợn to. Hắn vốn cho là Diệp Thần có biện pháp gì, kết quả lại là muốn bắt hắn luyện đan. Mình tránh thoát Hồng Đào, nhưng không tránh khỏi đồ đệ của mình. Mấu chốt dùng đan đỉnh phá vỡ phong ấn, hắn chưa bao giờ nghe. Loại thủ đoạn này hoàn toàn không đáng tin cậy à, không chừng mình cũng biết bị luyện hóa. Diệp Thần, người đây là... Sư phụ, tin tưởng ta một lần, chỉ một lần. Diệp Thần khẳng định nói. Được. Đoạn Hoài An không do dự nữa, bàn tay vỗ vào đan đỉnh trên, một bước bước vào trong đó. Sư phụ, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, thời khắc giữ trạng thái tu luyện. Dù là đan điền chân khí tiêu tán cũng phải như vậy. Diệp Thần phân phó nói. Đoạn Hoài An cũng tiến vào bên trong, tự nhiên làm theo. Chờ Đoạn Hoài An tiến vào trạng thái sau đó, Diệp Thần liền câu thông luân hồi mộ địa. Ngay tức thì Lâm Thanh Huyền thanh âm liền truyền tới Diệp Thần đầu óc bên trong. Ngươi như muốn sư phụ ngươi không xảy ra vấn đề, phải giữ toàn bộ tinh thần chăm chú, những dược liệu kia chung nhau tụ vào ở đan đỉnh bên trong, cực kỳ rối loạn, một khi ngươi sai lầm, cái này rối loạn sẽ gặp đánh vỡ, đến lúc đó xảy ra chuyện chính là ngươi sư phụ. Còn nữa, phá vỡ vậy thượng cổ tà thuật, sẽ dẫn động cực lớn dị tượng, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Thậm chí có thể sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành cắn trả. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu một cái, ta rõ ràng. Lâm Thanh Huyền tiếp tục nói, bất quá phá vỡ cái này thuật pháp, còn có thể cách không trọng thương thi người phẫu thuật, chính vì vậy, bên trong tràn đầy không xác định tính, nhất định không thể phân tâm. Tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, ngưng tụ tất cả của ngươi bộ lực tại đan đỉnh này trên. Đem cái này đan điền trạng thái khống chế đến mức tận cùng. Nghe được Lâm Thanh Huyền phân phó, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Quanh thân chân khí toàn bộ hội tụ tại hai tay bây giờ, rồi sau đó chợt một chưởng vỗ ở đan đỉnh trên. Ngay tức thì, vô số chân khí xuyên thấu đan đỉnh, tụ vào trong đó. Chân khí như nước chảy, tựa như ở Đoạn Hoài An quanh thân dạo dực. Bất diệt lửa, toàn bộ phóng thích. Huyết long hư ảnh, cho bỏ ra tới. Bổn mạng linh phù, sấm sét vạn trượng. Diệp Thần không có chút nào cất giữ. Nháy mắt tức thì, vô tận ngọn lửa nổ bể ra, tựa như một con cự thú cắn nuốt toàn bộ đan đỉnh. Đan đỉnh nhiệt độ vậy tăng lên không thiếu. Đồng thời, long ngâm từng cơn, huyết long bàn lượn quanh ở đan đỉnh trên. Cuồng bạo sấm sét từ Diệp Thần trong thân thể tràn ra. Từng cơn lôi hồ, trong mắt cũng là mang sấm sét. Tựa như lôi đạo chân quân. Nhiều như vậy lực lượng. Toàn bộ hội tụ tại đan đỉnh bên trong. Đoạn Hoài An cảm giác được không đúng, hắn phát hiện mình thân thể giống như bị hoàn toàn khống chế. Kia sợ rằng muốn mở mắt ra, vậy phát hiện căn bản không có thể. Đồng thời, đan điền bên trong tựa như một cổ nóng bỏng cảm giác, càng phát ra mãnh liệt. Cố nhiên như vậy, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Mạng hắn đều là Diệp Thần cho, còn có lý do gì không tin. Mà giờ khắc này Diệp Thần cảm giác được trong đầu truyền tới một cổ cường đại tin tức lưu, phá thuật phương pháp vô cùng rõ ràng. 10 giây sau đó, Diệp Thần đột nhiên đưa tay ra, năm ngón tay dương ra. Chung quanh 100 hơn loại thuốc đồng loạt trôi lơ lửng ở hắn quanh thân. Phá linh nặng ngưng quyết, mở. Một tiếng giống giận,
những dược liệu kia đột nhiên thu được tăng tốc độ, hướng đan đỉnh đi. Lại là ở đan đỉnh trên đụng chạm kịch liệt. Cường đại đợt khí lăn lộn, có chút dược liệu tại chỗ hóa là nghiền, lại là bay xuống ở Đoạn Hoài An trên thân hình. Rất nhanh, Đoạn Hoài An thân thể bị trên trăm loại thuốc bột bọc, tựa như một cái người tuyết. Diệp Thần con ngươi híp lại, không do dự nữa, đem tự thân toàn bộ lực lượng hội tụ đi. Sư phụ, có thể sẽ có chút khó chịu, nhịn một chút. Diệp Thần nói xong, dành ra một cái tay, trực tiếp bước ra một giọt máu tươi bắn vào Đoạn Hoài An trên ấn đường. Cuồn cuộn sấm sét, ngọn lửa, linh khí, ngay tức thì bọc. Đoạn Hoài An gương mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, lại là có chút thống khổ. Một giây kế tiếp, Diệp Thần lấy ra một ít linh thạch, đồng loạt bắn ra. Ở đan đỉnh 12 cái phương vị rơi xuống, linh thạch linh khí nổ bể ra, 12 đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời. Đúng cái hang núi cũng chấn động lên. Tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Diệp Thần biết tiếp theo sự việc rất mấu chốt, hắn không dám buông lỏng chút nào, nhắm mắt lại, năm ngón tay một chảo, Đoạn Hoài An thân thể trực tiếp mở ra. Trôi lơ lửng ở đan đỉnh trên. Thậm chí lại là nằm ngang. Bất diệt lửa cố nhiên cắn nuốt đan đỉnh, nhưng là không chút nào đến gần Đoạn Hoài An dự định. Không chỉ như vậy, Đoạn Hoài An nơi đan điền, một luồng ánh sáng đen lóe lên. Mơ hồ có một đạo phù văn màu đen chiếu ra. Đồ nhi, vậy phù văn màu đen chính là thượng cổ tà thuật, vật này rất là tà môn, lực lượng của ngươi bây giờ muốn phá vỡ căn bản không có thể. Hơn nữa nó một khi nhận ra được nguy hiểm, sẽ gặp dẫn dắt Đoạn Hoài An thân thể tự bạo, đến lúc đó không chỉ sư phụ ngươi Đoạn Hoài An phải ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ sống rời đi. Ta cho ngươi cái này lực lượng, đại khái có thể chống đỡ 3 phút, cái này 3 phút, ngươi nhất định phải sắp tối sắc phù văn phá vỡ. Diệp Thần gật đầu một cái, dứt lời, luân hồi mộ địa Lâm Thanh Huyền bước ra một giọt màu xanh đồ. Không biết là máu tươi vẫn là cái gì. Vật kia hàm chứa cao nhất đại đạo. Vậy màu xanh vật phá vỡ luân hồi mộ địa, đi tới hang núi bên trong. Bầu trời bên ngoài nhưng là mây đen che đậy mở. Ngàn dặm chi địa, toàn bộ đổi là nửa đêm. Ngoài sơn động cuồng sát hắc hổ trong mắt thay đổi kinh hoàng. Giống như có vật gì đáng sợ vấn thế. Sát lục chi địa vòng ngoài hung thú toàn bộ nóng nảy, chạy như điên. Có chút quạ đen lại là rối rít hướng vách núi đánh tới. Huyết dịch tiệm nhiễm, nhìn thấy mà giật mình. Vô số đạo thân thể chỉ như vậy rơi xuống. Tựa như ngày tận thế. Diệp Thần tự nhiên cảm nhận được, hắn nghe Lâm Thanh Huyền nói sẽ có rất lớn dị tượng, nhưng không biết dị tượng như thế khủng bố à. Đồ nhi. Đừng để ý bên ngoài dị tượng, đem cái này màu xanh vật trực tiếp trấn áp Đoạn Hoài An đan điền. Tiếp theo liền muốn dựa vào ngươi. Lâm Thanh Huyền thúc giục thanh âm vang lên. Được. Diệp Thần không do dự nữa, năm ngón tay dương ra, bắt vậy màu xanh vật, sau đó chợt hướng Đoạn Hoài An đan điền vỗ tới. Vậy trên đan điền màu đen phù văn tựa như cảm giác được cái gì, ngay tức thì tạo thành một cái màu đen bàn tay muốn ngăn cản Diệp Thần. Đụng. Màu xanh vật trực tiếp tránh thoát Diệp Thần tay, hướng màu đen bàn tay đi. Một cổ cực kỳ cường đại tiếng va chạm nổ bể ra, màu đen bàn tay tại chỗ bị màu xanh vật vỡ ra tới. Hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, màu xanh vật lại là vững vàng đập vào màu đen trên phù văn. Một cổ vô hình đợt khí tựa như bom nguyên tử nổ vậy tản ra, bên trong sơn động vô số đá vụn đập rơi xuống. Mà Diệp Thần càng bị đánh bay ra ngoài. Hắn thật vất vả ổn định thân hình đứng lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cảm thụ trong đầu không ngừng truyền tới thanh âm, Diệp Thần một bước bước ra, mang theo vạn quân lực, hội tụ vu thanh sắc Phật. Rào, một tiếng, một đạo to lớn màu xanh chùm tia sáng trực tiếp xông phá vách núi, nối thẳng chân trời. Mà giờ khắc này, sát lục chi địa. Một nơi kiểu Trung Hoa đình viện. Nguyên bản ngồi xếp bằng sát chủ đột nhiên mở mắt ra. Chợt ngẩng đầu lên, khi thấy dị tượng như thế, hắn sắc mặt đại biến. Đây là y đạo thuật, thủ đoạn như vậy chẳng lẽ là đại năng ra tay? Sát lục chi địa vòng ngoài lại có đại năng hạ xuống. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một đạo màu xanh chùm tia sáng thẳng cùng chân trời. Chùm tia sáng quá mức rõ ràng, thậm chí ở hắn trong lòng có cái này một tia ý thần phục.
Đây rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, lúc này, sát lục chi địa vòng ngoài Ngọc Thương Sơn khu vực lại có dị tượng như thế. Có khả năng nhất chính là và Diệp Thí Thiên có liên quan. Chẳng lẽ là Diệp Thí Thiên sau lưng đại năng đang thi triển một ít thuật pháp? Hắn thật đã rời đi. Theo lý mà nói nơi đây bị phong ấn, không thể nào có người rời đi mới đúng. Sát chủ không nghĩ nhiều nữa, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng sát lục chi địa lối ra đi. Chính là mấy giây, hắn liền gặp được trấn thủ ở phong ấn cửa độc mắt hộ pháp. Sát chủ, độc mắt hộ pháp và nhiều người mạnh bao nhiêu người đồng loạt quỳ xuống. Sát chủ nhìn lướt qua phong ấn cửa, rất hiển nhiên, có mở ra dấu hiệu. Hắn con người tràn đầy vẻ tức giận, trực tiếp nhìn về phía vị kia độc mắt hộ pháp, lại có người cách mở sát lục chi địa. Ta không phải nói không để cho người bất kỳ rời đi sao? Vậy độc mắt hộ pháp sắc mặt ảm đạm, liền vội vàng giải thích, sát chủ bớt giận, chuyện này ta vừa định và ngươi bẩm báo, trước đây không lâu, Côn Lôn Hư Lạc gia có cao cấp tông môn cường giả bị thương, Lạc tiểu thư liền dẫn mấy cái người làm vội vã chạy tới, lại là đi đưa một mặt chân quý dược liệu, chúng ta những người này căn bản không ngăn được à? Sát chủ ánh mắt lạnh như băng, Lạc Giao lúc này rời đi, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Huống chi Lạc Gia thứ không thiếu nhất liền là dược liệu, làm sao có thể đem hiếm hoi vật cho Lạc Giao. Người phụ nữ kia mang theo bao nhiêu người rời đi, nhưng có Diệp Thí Thiên. Độc mắt hộ pháp lắc đầu một cái, khải bẩm sát chủ, người phụ nữ kia trừ nàng quản gia, chỉ mang đi một cái xa lạ người đàn ông, cái này xa lạ người đàn ông chính là tối ngày hôm qua được phòng người, không phải Diệp Thí. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Độc mắt hộ pháp đột nhiên phát hiện một cái vấn đề. Người đàn ông kia lãnh ngạo ánh mắt, cùng với mình nhận ra được cảm giác quen thuộc. Không phải bởi vì hôm qua gặp qua, mà là ánh mắt kia chứa khí chất và mang mặt nạ Diệp Thí Thiên giống nhau như đúc. Lạc Giao mang đi Diệp Thí Thiên, hơn nữa vẫn là mình tự tay thả. Sát chủ, vậy, người đàn ông kia thật giống như chính là Diệp Thí Thiên, chỉ bất quá dịch dung. Xin sát chủ bớt giận. Độc mắt hộ pháp không dám chút nào ẩn núp. Chuyện này quá nghiêm trọng. Phế vật. Sát chủ một trường trực tiếp vỗ vào độc mắt hộ pháp đầu lâu trên. Rắc rắc, một tiếng, đầu lâu trực tiếp vỡ vụn, hóa làm trận trận xương máu. Một cổ thi thể không đầu ngay tức thì tạo thành. Người cố nhiên là ta hộ pháp, nhưng là ta chưa bao giờ nuôi phế vật. Nói xong câu này nói, hắn liền vội tốc hướng màu xanh trùng tia sáng đi. Nếu như hắn không đoán sai, trùng tia sáng chỗ chi địa, chính là Diệp Thí Thiên. Sát chủ rời đi sau đó, chân khí ngưng tụ ở đan điền, trực tiếp lên tiếng nói, tất cả mọi người, hướng màu xanh trùng tia sáng đi. Dùng nhanh nhất tốc độ. Giờ khắc này, không có ai biết sát chủ trong lòng rốt cuộc có như thế nào lửa giận. Đoạn này thời gian, hắn trả giá cao thực sự quá lớn. Diệp Thí Thiên xuất hiện không chỉ phá hư hắn kế hoạch, càng làm cho hắn thành lập nhiều năm hết thảy, sụp đổ. Hắn càng bị Côn Lôn Hư mọi người vô tình cười nhạo. Bất kể như thế nào, Diệp Thí Thiên phải chết. Hơn nữa còn là bị đích thân hắn giết chết. Cùng trong chốc lát, Ngọc Thương Sơn khu vực. Hai thiếu nữ đang cưỡi hai đầu thú cưỡi, không ngừng hướng sát lục chi địa đến gần. Một cái trong đó thiếu nữ khí chất yên nhiên, tuyệt đẹp hết sức. Mỗi một cái động tác, lại là mang một tia vận vị đặc biệt. Chính là Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh và Kỳ Hà, hai người mặc dù không biết Diệp Thí Thiên tung tích, nhưng là hết thảy tin tức chỉ hướng đều là sát lục chi địa. Chỉ có thể tới thử vận khí một chút. Đột nhiên, xa xôi chi địa, một đạo màu xanh trùm tia sáng tự nhiên bị Kỳ Tư Thanh phát hiện. Nàng vậy lạnh nhạt trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này trùm tia sáng. Tựa hồ chỉ có y đạo thông thần chi người mới có thể nắm trong tay, chẳng lẽ sát lục chi địa có y đạo người ra đời. Ta nghe nói Diệp Thí Thiên tựa hồ đối với y đạo nghiên cứu khá sâu, chẳng lẽ cái này trùm tia sáng và Diệp Thí Thiên có liên quan? Vô cùng có thể. Kỳ Tư Thanh trong mắt thoáng qua một tia chắc chắn, thiên phú của nàng bên trong có một đạo đặc thù tồn tại. Đó chính là cực mạnh dự cảm. Dự cảm kia rất là mơ hồ. Gia tộc trưởng bối cũng là không giải thích được. Nhưng là vô số lần giúp nàng, bỏ mặc tu luyện vẫn là sống chết bây giờ.
thậm chí cũng là dự cảm kia để cho nàng theo bản năng đi đến gần vậy bị Côn Lôn Hư nói là phàm căn phế vật Diệp Thần. Nàng và Diệp Thần chênh lệch khác xa, một cái thiên một cái địa, theo lý mà nói, hai người cả đời cũng hẳn không có đồng thời xuất hiện. Thậm chí ở thời điểm bắt đầu, Kỳ Tư Thanh đối với Diệp Thần có một tia khinh thường. Chính là dự cảm kia để cho nàng đối với Diệp Thần có vẻ hảo cảm, lại là vô số lần xuất thủ cứu giúp. Nàng rất rõ ràng, đây không phải là thích. Tới cho người khác hiểu lầm, nàng cũng không dự định giải thích, cái này ít nhất có thể bảo vệ vậy Diệp Thần. Có thể bị nàng Kỳ Tư Thanh thích chỉ có mạnh hơn nàng người đàn ông. Dưới mắt, toàn bộ Côn Lôn Hư, Diệp Thí Thiên nhất có cái này tư cách. Tiểu Hà, chúng ta hướng cột sáng kia chi địa đi. Được, Tư Thanh tỷ. Hai đạo xinh đẹp ảnh nhanh chóng lao đi. Hang núi bên trong Diệp Thần tự nhiên không biết có vài người đang không ngừng đến gần. Thời khắc này hắn cảm giác đan điền chân khí thậm chí còn bổn mạng linh phù sấm sét đều bị Đoạn Hoài An đan điền hấp thu. Tựa như một cái động không đáy, căn bản không điền đầy. Hắn trong mắt điên cuồng, lần nữa bước ra một giọt máu tươi. Cánh tay nổi gân xanh, năm ngón tay dương ra, tựa như bắt được vậy đoàn phù văn màu đen. Lâm Thanh Huyền vậy đạo lực tính ghé vào Diệp Thần trên lòng bàn tay. Một cổ cao nhất lực, tựa như là hắn nắm trong tay. Loại cảm giác này quá đã. Diệp Thần rất rõ ràng, cái này màu đen phù văn chính là mấu chốt, một khi xé ra, sư phụ liền có cơ hội. Cho ta cút ra khỏi sư phó trong cơ thể. Diệp Thần một tiếng giống giận, nguyên bản bàn lượn quanh ở đan đỉnh chung quanh huyết long biết Diệp Thần cần giúp, trực tiếp chui vào Diệp Thần cánh tay bên trong. Thần long chi lực ầm ầm bùng nổ, huyết khí cuồn cuộn lan ra. Thời khắc này Diệp Thần tựa như tử thần. Mà màu đen kia phù văn ngay tức thì xuất hiện từng đạo cảm giác tê liệt. Rắc rắc, màu đen phù văn trực tiếp bị Diệp Thần cưỡng ép kéo ra. Hoàn toàn thoát khỏi sư phó đan điền. Diệp Thần trong lòng vui mừng. Ngay tại lúc này, Lâm Thanh Huyền thanh âm nhưng là đột nhiên ở vang lên bên tai, cẩn thận. Một giây kế tiếp, hắn liền phát hiện phù văn màu đen hóa là hắc khí cuồn cuộn, tựa như một cái mặt quỷ. Vậy trong mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Khặc khặc, đột nhiên, hắc khí lại là hóa là một đạo lợi kiếm, phá vỡ không khí, hướng Diệp Thần ngực đâm tới. Tốc độ quá nhanh, Diệp Thần căn bản không có phản ứng thời gian. Coi như trước thời hạn phản ứng, hắn nếu như buông tay ngăn trở, đan đỉnh đó bên trong sẽ gặp hoàn toàn rối loạn, đến lúc đó cái đầu tiên xảy ra chuyện chính là Đoạn Hoài An. Cũng may, một đạo hàn quang lóe lên, Diệp Thần chính là cảm giác được luân hồi mộ địa chấn động. Sau đó, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trực tiếp trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước người. Linh Kiếm Hộ Chủ. Đụng. Kiếm đen và Trảm Long Vấn Thiên Kiếm ngay tức thì va chạm. Hai cổ lực lượng dạo dực chạy đi, dễ như bớn. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một cái lộn, cắm vào ở hang núi Tiếu Bích Chi trong. Mà kiếm đen nhưng là hóa là một đạo hắc phụ, hướng Diệp Thần điên cuồng chiếm đoạt đi. Lâm Thanh Huyền sắc mặt đại biến, hắn lần đầu tiên cảm giác được hốt hoảng. Hắn đánh giá thấp cái này thượng cổ tà thuật. Bên trong vẫn còn có một đạo đại năng lực lượng. Một khi cái này hắc phụ cắn nuốt Diệp Thần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Diệp Thần vô cùng có thể bị mê loạn tâm trí. Hắn vừa định lao ra trong cơ thể, đi trợ giúp Diệp Thần, nhưng là phát hiện Diệp Thần ấn đường đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng đen. Ta đây là quên thằng nhóc này trong cơ thể còn có vậy tà vật, cái này tà vật đủ để trấn áp hết thảy. Lâm Thanh Huyền lẩm bẩm một câu, không động thủ nữa. Mà giờ khắc này Diệp Thần khó chịu đến mức tận cùng, hắc phụ chui vào hắn thân thể, ở bên trong sông ngang đánh thẳng. Vậy khặc khặc tiếng tựa như đại biểu vui sướng và kích động. Đoạn Hoài An đan điền lực lượng cơ hồ toàn bộ bị nó hấp thu, không có giá trị lợi dụng, bây giờ lại có thể lại thêm một đạo như vậy hoạt bát thân thể. Thân thể này khắp mọi mặt quá mức hoàn mỹ. Hắc phụ có nào đó ý thức, nó không do dự nữa, hướng Diệp Thần thức hải đi, tựa như muốn chiếm cứ Diệp Thần ý thức. Đoạt xác và chiếm đoạt. Diệp Thần biết rõ cái này hắc phụ nguy hiểm, muốn ngăn trở nhưng phát hiện căn bản không có thể. Thượng cổ tà thuật quá mức khủng bố, trực tiếp giải khai hết thảy trói buộc. Mấu chốt trọng yếu như vậy thời điểm,
Tại sao Lâm Thanh Huyền không ra tay à? Chẳng lẽ Lâm Thanh Huyền muốn trơ mắt xem mình biến thành một cái con rối? Vậy Hắc Vũ mắt xem thì phải chạm được Diệp Thần thức hải, càng phát ra kích động, vừa định tăng tốc độ, nhưng phát hiện thức hải bên trong lại xuất hiện một con mắt. Ánh mắt kia nhắm, lại có vô hình uy áp trói buộc hết thảy. Hắc Vũ muốn tiến hơn một bước căn bản không có thể. Hắc Vũ cảm giác được không đúng, muốn xoay người chạy, ngay tại lúc này, vậy hai mắt mở ra. Tựa như thần ma mắt, tràn đầy vạn trượng ma khí và giết hại. Là máu thêm tới từ địa ngục. Tà ác nhất và kinh khủng tồn tại, tựa như vào giờ khắc này hạ xuống. Chính là rác dưới, cũng dám tới nơi này. Chết! Vậy thần ma mắt lại có thể khạc ra một câu nói tiếng nói. Nháy mắt tức thì, thức hải lực lượng cuồng bạo tràn ngập, màu máu tràn ngập, Hắc Vũ tại chỗ tiêu tản ra. Bị vô tình trấn áp. Ngăn trở cũng không có tư cách. Cây bản không phải là một cấp bậc tồn tại. Cùng trong chốc lát, một tòa khí thế khoáng đạt đền ngồi đứng ở linh khí cực kỳ đậm đà đỉnh núi bên trong. Đền chi địa tên là Đạo Tông. Đạo Tông cao nhất đại điện. Một cái ông già đang tu luyện Đạo Tông cao nhất tâm pháp, vô số đệ tử ngửa mặt trông lên. Đạo Tông tông chủ chính là bọn họ thần trong lòng. Không người nào có thể ngăn trở. Đột nhiên, bọn họ thần trong lòng mở mắt ra, trong mắt bên trong tựa như rất là sợ hãi. Phốc! Một hớp đỏ bừng máu tươi trực tiếp khạc ra. Đạo Tông tông chủ lại bị thương. Ước chừng trăm năm, chưa bao giờ người để cho hắn bị thương qua. Sư phụ! Tông chủ! Chung quanh Đạo Tông đệ tử và trưởng lão sắc mặt đại biến, vừa định tiến lên hỗ trợ, Đạo Tông tông chủ nhưng là đưa tay ra ngăn cản nói. Giờ phút này, trong mắt hắn phảng phất là đỏ tươi. Gương mặt lại là dữ tợn đến mức tận cùng. Một cổ khí tức vô hình chấn động đi, dưới đáy tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, lại là rối rít đẩy ra. Tông chủ tức giận cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận à. Mấu chốt bọn họ căn bản không nghĩ tới tông chủ như thực lực này, vậy mà sẽ có bị thương một ngày. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Đây là duy nhất có thể giải thích tồn tại. Liền tại tất cả người nhận định chuyện này thời điểm, Đạo Tông tông chủ chợt đứng lên. Bước ra một giọt máu tươi. Lại là đem bên hông một khối ngọc thạch trận bàn lấy ra. Máu tươi ngay tức thì rơi vào ngọc thạch trận bàn trên. Sắc sắc. Trận bàn vỡ vụn. Đạo Tông tông chủ một quyền đập vào không khí trên. Không khí tựa như bị đập xuyên, một cổ khí lãng lại là bắn vào đại điện cột tròn trên. Cột tròn sụp đổ. Toàn bộ đại điện tựa như mất đi trọng tâm. Rốt cuộc là ai, lại có thể phá giải ta thi triển ở đoạn Hoài An trên người thuật pháp? Rốt cuộc là ai? Đạo Tông tông chủ so người bất kỳ đều biết, vậy thượng cổ tà thuật có kinh khủng dường nào? Dõi mắt toàn bộ Côn Luân hư, có thể phá giải người không vượt qua 10 người. Nhưng là 10 người này, đoạn Hoài An tuyệt đối tiếp xúc không tới. Nhưng mà trước mắt lại giải thích thế nào? Hắn tức giận. Hắn gầm thét. Không chỉ vậy thượng cổ tà thuật không có, hắn vẫn là bị cắn trả. Cơ hồ trọng thương. Thậm chí có thể thương tổn tới hắn thần hồn, vĩnh cửu tổn thương. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cái gì, vậy thượng cổ tà thuật còn không có hoàn toàn tiêu tán. Còn có cơ hội. Hắn phải tra được là ai. Một cái Diệp Thí Thiên đã nhường Đường Tông lòng đại loạn, không thể lại để cho chỗ tối hơn một đạo uy hiếp. Hắn lạnh mâu bắn về phía chung quanh mấy vị trưởng lão, mở miệng nói, tất cả Đạo Tông trưởng lão nghe lệnh, cho ta một đạo lực lượng, ta muốn thi triển thượng cổ thuật pháp, xem vậy phá thuật người kết quả là ai. Tông chủ. Dứt lời, mười mấy trưởng lão đi tới Đạo Tông tông chủ bên người, đồng loạt bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi ngay tức thì trôi lơ lửng ở Đạo Tông tông chủ đỉnh đầu. Không khí từ trường hoàn toàn rối loạn. Đạo Tông tông chủ con ngươi co giúp một cái, năm ngón tay trực tiếp đem tất cả máu tươi cầm ở lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm. Sau đó, tay hắn chỉ nhanh chóng bắt pháp quyết, máu tươi ở đầu ngón tay hắn vần quanh. Thượng cổ tà linh trận, ta lấy 12 giọt máu tươi là hiến tế, giúp ta phá vỡ sương mù dày đặc, tìm được chân tướng. Đạo Tông tông chủ mở miệng nói, vậy 12 giọt máu tươi lại là bay ra ngoài, trên không trung đụng vào nhau. Hóa làm trận trận xương máu. Xương máu bên trong, tựa như truyền tới từng đạo khặc khặc tiếng,
có chút âm u kinh khủng. Đạo tông tông chủ trên mình càng là có hắc khí hội tụ đi. Đột nhiên, một bản máu đỏ gương mặt tạo thành. Nhưng là rất nhanh thay đổi, tựa như hình thành một đạo hình ảnh. Hình ảnh bên trong, mơ hồ xuất hiện một cái hang núi. Hang núi bên trong có một tôn to lớn đan đỉnh. Đan đỉnh trên lơ lửng đoạn Hoài An bóng người. Tầm mắt không ngừng di động, mơ hồ bây giờ thấy một cái bóng mơ hồ. Đạo tông tông chủ lại là khoảng cách gần quan sát, đột nhiên, một cái tựa như thần ma mắt xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Thần ma mắt sau lưng có một cái vô tận ma khí bao gồm bóng người. Tựa như ma tôn. Như vậy hèn mọn con kiến hôi, lại dám rình coi ta địa phương, bò trở lại cho ta. Một tiếng giống giận đột nhiên vang khắp. Thần bí kia mắt tựa như bắn ra một đạo quỷ dị ánh sáng. Đạo tông trên đại điện hình ảnh trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời nói tông tông chủ và 12 vị trưởng lão rối rít khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể lại là bay rớt ra ngoài. Chật vật đến trình độ cao nhất. Đạo tông tông chủ đập vào trên vách tường, sắc mặt tái nhợt, trong đầu hắn thủy chung là mới vừa rồi vậy con mắt. Đôi mắt này điên cuồng mà là máu, tựa như thế gian hết thảy đều phải ở đôi mắt này hạ thần phục. Loại cảm giác này lại để cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi và kiềm chế. Hắn không dám lại đụng chạm người kia. Không do dự nữa, đạo tông tông chủ miễn cưỡng đứng lên, tất cả trưởng lão và đệ tử nghe lệnh. Từ ngay hôm đó bắt đầu, đạo tông đóng kín tông môn 10 ngày. 10 ngày bên trong, bất kỳ đệ tử không cho phép rời đi đạo tông nửa bước. Tông chủ. Hang núi bên trong. Diệp Thần mở mắt ra, hắn phát hiện mi tâm tà vật hoàn toàn hấp thu vậy hắc phụ. Mấu chốt hắn có thể cảm nhận được vậy thượng cổ tà thuật vừa nhìn thấy mi tâm vậy đạo lực tính, giống như con chuột đụng gặp mèo vậy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Coi như là một quả thượng cổ tà vật, cũng không khả năng có lớn như vậy tác dụng à. Lâm Thanh Huyền tự nhiên phát hiện Diệp Thần không có chuyện gì, dài hô một hơi, đồ nhi, vật này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, mặc dù không biết cái này có ảnh hưởng hay không ngươi tương lai đi về phía, chỉ ít có thể ở một ít đặc thù trạng thái đảm bảo ngươi một mạng. Còn nữa, vật này và huyết long thuộc tính tương tự, nếu như ngươi tìm được nào đó biện pháp, đem hai vật kết hợp, tất nhiên sẽ cực kỳ đáng sợ. Đoạn Hoài An đan điền tu bổ đã hoàn toàn kết thúc, người có thể để cho hắn cảm thụ mấy phần. Nói xong, Lâm Thanh Huyền thanh âm đổi hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, cũng không để ý tới nữa mi tâm tà vật, vội vàng đi tới đan đỉnh trên, lại là đem Đoạn Hoài An đỡ xuống. Sư phụ, ngài tỉnh lại đi. Đoạn Hoài An nghe được động tĩnh, chợt mở mắt ra, lại là kịch liệt hô hấp. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, tự nhiên phát hiện Diệp Thần rất là yếu ớt, lắc đầu một cái thở dài nói, đồ nhi, ta liền nói biện pháp này căn bản không thể thực hiện được, sau này không muốn như thế mạo hiểm, người trạng thái bây giờ không tốt, trước vận công điều chỉnh một chút đi. Diệp Thần tự nhiên không để ý tới, thúc giục, sư phụ, người cảm thụ một chút đan điền như thế nào. Mau! Đoạn Hoài An không ngăn được Diệp Thần thúc giục, bất đắc dĩ ngồi xếp bằng. Bắt đầu vận chuyển công pháp, ta liền nói không dùng. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì, giữa trời đất vô số linh khí điên cuồng hướng Đoạn Hoài An phun trào đi. Hội tụ phương hướng chính là đan điền. Hắn vậy khô kiệt đan điền tựa như bởi vì một giọt nước, hoàn toàn tân sinh. Lại là hình thành sông lớn sông lớn. Đã từng tu luyện cảm giác trở về. Vậy xa không với tới con đường võ đạo, lại có thể trở về. Giờ khắc này, Đoạn Hoài An tròng mắt trợn to, lại là hoàn toàn ướt át. Nước mắt lại là rơi xuống. Loại cảm giác này, hắn đợi mấy chục năm. Dòng dã mấy chục năm. Hắn lấy là mình nửa đời sau và võ đạo vô duyên, nhưng là giờ phút này, mình ở Hoa Hạ nhặt về học trò nhưng là cho hắn tân sinh. Hắn có thể không kích động sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.